khi tôi cứ ngỡ mình đã hết quý bu, thì những cặp đùi này một lần nữa kéo tôi quay trở lại với thực tại. Thực tại của một thằng quý bu sắp 20 tuổi và vô dụng như chó. 4 chữ S, Gridman. Một bộ phim sẽ khiến cho các bạn tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là một bộ phim siêu nhân hay không? À, tôi sao cũng được, quý bu có quyền công dân đéo đó. Những câu đùa trong 3 phần tóm tắt có thể khiến cho các bạn bị mặn, nên nếu các bạn không muốn bị nhân LACL vào mồm thì có thể đi ra ngay bây giờ. Tôi là bình luận viên Quang Huy, xin cảm ơn. Tập 1 cho chúng ta gặp mặt một thằng phế vật nhất phim khi đến trí nhớ cũng chẳng thể nhớ được, Yuta. Các ông có biết Yuta giống ai không? À, giống mấy đứa 2K3 chuẩn bị thi đại học chứ ai. Và vì lý do nào đó mà thằng đụt này lại tỉnh dậy ở nhà một cô bạn học mà các ông chắc chắn là không nên tìm kiếm ở trên mạng. Vậy các ông nên tìm kiếm cái gì? Đây rồi. Yuta đứng trước một cái máy tính cổ VL và tự nhiên thấy một ông trông như siêu nhân điện quang đang tự giới thiệu mình là Hyper Agent. Tưởng thanh niên Yuta bị đụt, Rika đành phải đưa cậu ta đến bệnh viện vì không thể để một thằng vô dụng ất ư mà mình còn chẳng nói chuyện bao giờ này đi lên quanh thành phố với cái mồm bô rằng mình thấy cây du được. Bất lực vãi. Nhưng có lẽ bác sĩ thấy thằng cu này ngu đúng với thực lực nên đã đành trả về cho gia đình tự chăm sóc. Rika không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa thằng cu này về nhà. Nhưng trên đường thì đói quá, lên phải ghé qua 721 để đá tạm cái bánh. Uầy, bánh ngon phết nhỉ, ăn nhanh mẹ lên còn về xem Việt Nam đá bóng em ơi. Kiểu gì chẳng thắng, cần gì phải xem. Trước khi về thì thằng đụt Yuta lờ mờ thấy một người nào đó mà không phải nghệ thì cũng là dân hai ngón. Tôi đoán ông này chắc dân IT lúc đang bị gì deadline. Sáng hôm sau nhờ thằng bạn mới quen mà Yuta thành công đến trường và thành công tiết lộ với thằng bạn về Gridman. May mà nó cũng đụt y hệt Yuta. Với danh tiếng của một thằng mất trí thì cậu đã được cô bạn ngồi cạnh tiền Akane tặng cho một cái cho nóng. Nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, Tôn Kawa ta đây còn lâu mới để cho thằng đụt ăn cái bánh đó. Trên đường về, vì đã lỡ mồm nói cho thằng bạn về Gridman nên hai ông bạn lao đến nhà Rika để giới thiệu về Gridman. Nhưng đương nhiên là chỉ có thằng đụt Yuta là nhìn thấy rồi. Thằng đụt rep 1-1 thì thấy thế đéo nào được. Nó bị đụt à? First time. Đúng lúc này Yuta nghe tiếng của Kaiju. Rika thì kiểu đúng là phải cho thằng này vào trại thôi. Nhưng trước kịp làm gì thì một Kaiju đụt mà trông cũng to vãi xòa xuất điện. Trước một thành phố bị phá lát như danh tiếng của các nghệ sĩ trong showbiz, Yuta quyết định đứng lên, nghe theo tiếng gọi của con team và hợp nhất với Gridman. Đến lúc phân phát quà cứu trợ rồi. Đến giờ này thì hai khứa này mới nhận ra thằng đụt vẫn là Yuta. Nhưng nó nói thật, với sự giúp đỡ của hai người bạn, Gridman cuối cùng cũng đang đánh thắng được con Kaiju đem lại hòa bình cho thế giới. Có cái cục kẹo. Sau đó thanh niên Utsumi lấy ra ý tưởng sẽ đặt tên cho nhóm là Liên Minh Huyền Thoại. Hết tập 1. Tập 2 mở đầu bằng bài opening và câu nói: thế là trường học vẫn còn nguyên vậy. Ảo thật đấy. Với khả năng của một thằng đụt, Yuta đã thành công nghe ngóng thông tin và biết được mọi người đều bị mất trí nhớ và những sự kiện Kaiju ngày hôm qua trắng như cái lịch sử duyệt quá của một thằng Weibo. Akane lúc này rất hứng thú với câu chuyện của Yuta nên đã ve vãn cậu ta để hỏi thử. Nhưng như một thằng đụt, cậu chả biết nói gì vì sợ người ta tưởng mình đụt. Akane sợ mình bị đụt theo Yuta nên đã hát bài "Chạy ngay đi" của sếp. Nhưng mà nhìn cái ông hút này trông khó chịu vờ lờ. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì đụng ngay ông thầy giáo. Mình thì dân lên phép xin lỗi. Ông thì quay đít bỏ đi nhanh như mấy thằng bắp phoi. Nước cà chua rơi, trò chơi kết thúc. Akane quay lại căn phòng của mình. Giờ thì đã rõ, đứa Weibo ở đây không phải bạn, không phải tôi, mà là cả ba, còn cả Akane. Con gái con đứa sống còn dơ dáy hơn cả mấy thằng sinh viên chỗ tôi. Lúc này Akane nói ra mình chính là người liên quan đến tên đã tạo ra Kaiju ở tập 1 và cô cũng là người đã tạo hình cho mấy con Kaiju. Lúc bấy giờ Utsumi đang luyên thuyên về kiến thức từ mấy bộ phim siêu nhân điện quang của mình rằng kiểu gì cũng có mấy thằng người ngoài hành tinh đứng sau vụ này cho mà xem. Bro, Gridman không phải người ngoài hành tinh thì là ai? Chết kịp nói thì người ngoài hành tinh theo đúng lời Yuta xuất hiện. Đứng người ngoài hành tinh khác. Khác người. Với những triệu chứng của một dân IT vừa chạy xong deadline như mồm lắp bắp, mắt thâm quầng, ông chú xắn tay áo vào tối ưu hóa bộ máy từ thời Napoleon đánh cầu lông ăn tiền. Sau đó những người bạn cùng ông chú bắt đầu đi tìm hiểu về sự biến mất của những người bạn học. Cứ ngơ họ đi bay quên lối về, nhưng sự thật nghiệt ngã rằng họ đã chết từ lâu. Uầy, ảo thuật à? Biết được sự thật, Rika buồn rầu vì không còn được gặp lại họ nữa, trong khi hai ông tướng này thì chẳng cảm thấy gì cả. Đàn ông họ vô cảm thật đấy. Trong không gian thật tiên lãng, Akane không hút thuốc lào Nghệ An mà đang điêu khắc nghệ thuật. Thứ mà không phải Kaiju thì chặt đầu tôi đi. Với khuôn mặt hớn hở như được mùa lúa, Akane quyết định dùng con Kaiju này để cắt tiết thầy giáo chủ nhiệm của mình. Vãi xoài. Nhóm của Yuta làm như bay về nhà của Rika. Yuta và Gridman tâm sự với nhau một hồi thì Gridman trao cho Yuta một cái Omnitrix nhưng chỉ có một dạng người ngoài hành tinh. It's hero time. Gridman sau khi được sơn đã trở nên ngầu hơn. Hết. Các ông mong chờ gì? Tăng đam chắc. Và cùng với đó là một pha nhảy tít lên một tòa nhà cao tầng, may mà không sập, làm vào rất hổ báo. Hảo Gridman hủ thế tung trưởng vào người con Kaiju, nhưng éo ngờ con Kaiju phản đam và đánh trả Gridman, khiến Gridman bị đẩy lùi sau khi vừa đi buff phần mới. Rika rất lo cho Yuta, quay sang hỏi: ông chú có làm gì được không? Đéo. Ông là bạn của Gridman mà, cứu người ta đây. Ok. Ông chú biến thành cây kiếm để trợ giúp cho Gridman. Với con hàng mới vừa to vừa dài của mình, Gridman dễ dàng chẻ đôi con Kaiju đem lại hòa bình cho thế giới.
có cái cục kết. Lúc bấy giờ Akane vô cùng cay cú trước bàn thua 2-1 của Malaysia. Còn nhóm của Yuta thì ăn mừng vì ông trọng tài này bắt hay vã. Ngày hôm sau mọi thứ lại chưa hề có cuộc chia ly. Ông thầy giáo thì sau khi chết hụt đã cải tà quay tránh, trở thành một người thầy gương mẫu với khẩu hiệu mấy thằng chết hụt sống dài lắm. Hết tập 2. Tập 3 mở đầu với một ngày mưa. Lúc tôi viết mấy dòng này trời cũng mưa vãi xoài. Bắt đầu với những lời tâm sự mùi mẫn như lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long, Yuta đã đột tả được hết những vẻ lo lắng của bản thân khi bị mất trí nhớ. Rika lúc này có vẻ đã đi học muộn và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng khi thấy một thằng nhóc đang ăn một thứ gì đó đỏ đỏ như máu. Chắc là sốt cà chua. Yuta đột thấy Rika đến muộn, đã quyết định biến mình thành Eric, nhưng Rika đéo phải mi nên không nhấc máy, có cái nịt. Uchimi tự nhiên lấy ra một suy nghĩ rằng, phải chăng mấy con Kaiju là người biến thành? Nghe cũng hợp lý phết, nhưng chúng ta đều biết là có cái đầu. Rika thì có vẻ thích mấy thằng nhóc nhỏ tuổi nên đã quyết định tặng cho thằng nhóc bữa trưa của mình. Gọi chị là Olesa nè, có cái cục kết. Rồi bỏ đi như một lạnh lùng boy. Hóa ra cậu ta có quan hệ với Akane và chắc là do Akane tạo ra luôn. Hóa thân thành một Kaiju màu tím với sức mạnh là đấm vỡ cùng Gridman, cậu tiến đến trường học một cách khoan thai. Ông chú Calibur thấy thế liền đạp vỡ cửa kính rồi lao vào, cứ như Agent P rồi kéo Yuta kèm Uchimi đi như một bịch rác. Khoan á, sao không vào bằng cửa chính? Nó có khóa đâu. Trên đường đến nhà Rika thì tiện tay vớ luôn Rika theo và cả ba bị vứt xuống đất như mấy thứ rác, chỉ Yuta vì nó là con ông cháu cha. Chợt thấy tội lỗi vì Shin không rep Yuta, Rika định nói gì đó nhưng Gridman cắt lời vì giờ vội vã. Yêu với đương cái gì? Gridman lao vào tận có Kaiju với cái tên anti như một cái bao cát. Thế cơ mà tự nhiên cái bao cát biết nói khiến Gridman dừng lại chừng 2 giây. Yuta cứ ngỡ con Kaiju đó là người nên đã không dám tấn công. Calibur đành phải ra tay tương trợ. Với những lời đánh thép từ Gridman đã khiến cho Yuta đành phải chiến đấu tiếp, nhưng trước một đối thủ có khả năng copy và paste, Gridman đã bị đánh bại. Akane đứng trên đầu của anti cười ỉa. Sáng hôm sau, trước sự thất bại và không quay lại của Yuta và Calibur, Rika và Uchimi vô cùng suy sụp. Ở phía kia chiến tuyến, để thưởng cho chiến công đầu của anti, Akane đưa cậu đến nhà hàng và khẳng định anti chính là cái dù chứ người mẹ gì. Uchimi và Rika định đến trường nhưng Rika lại đổi ý muốn đến nhà để xem Yuta có biến mất như những nạn nhân khác không. Nhưng đến nhà Yuta thì Rika lại đổi ý. Đấy, tôi bảo con gái khó hiểu thì không có tin tôi đâu. Trước sự biến mất của Yuta, Rika thì đau buồn, còn Uchimi thì đéo khác gì lão chứ. Giải tán, chị anh Lee. Đúng lúc này có một bé loli bước vào với tâm thế bố đời, cùng với đó là hai người bạn nữa. Họ là những người đồng đội của Gridman. Có mỗi ông này là chồng bình thường thôi à? Rika và Uchimi thì vô cùng lo lắng, còn mấy người đồng đội của Gridman thì thản nhiên gọi món. Không những thế họ còn đề xuất gọi điện cho người thân để hỏi thăm tình hình cơ mà. Vãi xoài, ông có bị ảo không bro? Ơ, quay được thật à? Ảo ấy. Hóa ra Gridman chưa trở lại là để phục kích con Kaiju kia. Ơ, sao phải mất công thế? Cứ đấm như thường thôi. À nhỉ. Gridman lập tức vươn vai trở lại, cùng với đó, Anti cũng quay trở lại để đấm vỡ mồm Gridman. Với lợi thế về tốc độ, Gridman lại bị áp đảo, nhưng quân tiếp viện tới, Gridman kết hợp và trở thành Gridman Pro Max và cánh tay to như mấy ông game thủ CS:GO. Với sức mạnh mới, Gridman áp đảo Anti một cách dễ dàng. Ơ, thế khả năng copy không copy được cái tay khỉ à? Gridman và Anti kết thúc nhau bằng một đòn giống hệt nhau. Tưởng thế nào? Gridman thì có phải đi copy bài ơi. Anti chỉ uống rocket 15 phút nên đã xỉu trước. Gridman thì sinh lý khỏe hơn và đã là người chiến thắng. Và như vậy, phe thiện chúng ta đã có thêm 3 người đồng đội mới. Còn ở phe phản diện, Anti bị bác ăn cơm một lỗ mũi. Hết tập 3. Mở đầu tập 4 là màn nói chuyện giữa Akane và Alexis. Họ đang tự hỏi là Gridman là thằng chó nào mà lại đi phá đáp kế hoạch của họ như vậy. Còn ai vào đây nữa? Agent G. Sáng hôm sau, do trời nắng vãi đạn nên Rika quyết định ngồi trên xe hộp cho đỡ nóng. Đang đứng chờ thì Akane từ đâu xuất hiện và bắt chuyện với Rika. Nhưng Rika bảo mày không có trình để nói chuyện với tao, nên Rika bị dịch câm lặng. Tại lớp học, Rika bị hai con bạn thân rủ dê vào đời. Thấy thú vị, Akane quyết định nhập cuộc chơi. Và như thế, bốn của bạn quyết định đi gặp mấy thằng tốt nghiệp trên mạng, hay còn gọi là YouTuber. Cùng lúc này, ở nhà Rika, bốn thanh niên cũng thất nghiệp như ai, đang ăn bám ở chỗ này từ sáng tới tối. Đoạn hội thoại là gì nhỉ? Chả đi, mắt tôi hơi bận. Vì mắt tôi bận quá, nên chúng ta đang phải qua đoạn nhóm của Rika và Akane hẹn hò với mấy anh thất nghiệp trên mạng thôi. Akane tiếp cận Rika và dường như định hỏi điều gì đó về Yuta, nhưng lại bị mấy thanh niên thất nghiệp quấy rối và đụng chạm, lên cô cáo vãi cả linh hồn, dùng cả tốc biến lẫn dịch chuyển để về nhà. Hóa ra là nhóm của Yuta cũng đang tìm cách để theo dõi xem Rika đang ở đâu, nhưng về sau thì chỉ còn mỗi thằng đụt Yuta là còn cố gắng. Nhưng các ông mong chờ gì ở một thằng đụt mất dấu? Đương nhiên. Sau đó Yuta đã có một cuộc trò chuyện với Mark về tình yêu và về cuộc sống, còn về Akane thì có vẻ cô đang có âm mưu cắt tiết bốn thanh niên hôm nay cô vừa gặp. Ngày hôm sau, Rika trong lúc đang tà tư với bạn thì phát hiện bốn thanh niên hôm qua giờ chỉ còn lại một người. Biết có chuyện chẳng lành, Rika tìm và thông báo cho thanh niên còn lại. Nhưng chưa kịp đưa thanh niên này đến nơi an toàn thì bỗng anh ta trở thành main của mấy bộ tai hen. Hay à, người đeo mà sướng quá ta. Đang ngàn cân treo sợi tóc thì Calibur đến ứng cứu. Cùng lúc đó nhận được tin Yuta lập tức hành động.
Griezmann xuất hiện nhưng đồng thời Antti cũng xuất hiện cùng lúc. Thế trận 2-1 giống như tỷ số của Việt Nam và Malaysia vậy. Griezmann đang trông thấy khó, khi bị con Kaiju Suktu kia chói thì tự nhiên Antti lao vào để cai ép mạng. Cùng lúc đó thì cả 4 người đồng đội của Griezmann cùng hành động. Nhưng mà lag thế nhỉ? Giật lag sập F5 đi anh em. Rika thấy thế, thay vì F5 thì cô rút mẹ dây nguồn ra cho nhanh. 200 EQ đấy. Nhanh chóng, Griezmann cùng với Mark quay trở lại và hạ đo ván hai con Kaiju. Hai người đủ rồi thì 5 người làm mẹ gì? Ngay sau khi quay trở lại, Yuta đã hỏi Rika về buổi hẹn hò nhóm trước có được ăn chuối và đá trứng cút hay không. Nhưng cô bảo, bọn nó tuổi gì? Mấy tháng thất nghiệp thì đừng hòng lòng bố chị. Yuta thấy thế rất hứng khởi, mời cô đi ăn. Nhưng bạn trông chầm mẹ gì ở một thằng đụt. Rika tưởng thằng đụt Yuta rủ mình đi siêu thị nên đã đồng ý cái nhẹ. Cay ba. Còn về phe phản diện, thanh niên thất nghiệp kia có ý tán Akane vì cô có cái gì đó rất đặc biệt. Nhưng mà như tôi đã nói, nghèo thì chẳng ai chịu lên xe để anh đèo đâu. Và như thế, Gridman đã mãi hòa bình cho thế giới. Mẹ, có cái cục kết. Hết tập 4. Ở trong tập 5 của 4 chữ S Gridman, lý do Akane cho chúng ta thấy hai quả bóng này là vì trường cô chuẩn bị cho một chuyến đi thực tế. Thứ thường được miêu tả là đi 1-2. Ông nào căng quá thì đâu có kêu. Tôi muốn nói kỹ hơn về chi tiết này vì nó rất là quan trọng. Hành động ngả người ngã xuống đống rác của Akane chính là muốn nói lên sự mệt mỏi, sự yếu đuối của một người con gái khi phải chống chọi với cuộc đời, với số phận hoặc là chống lại lực hút của trái đất. Một cô gái mỏng manh nhưng lại không có cha mẹ hay bạn bè ở bên những lúc cô buồn. Vì thế, chúng ta có thể hiểu được những hành động độc ác của Akane chỉ đơn thuần là sự phản kháng của một con người yếu ớt trong xã hội hiện đại. Trước khi tham gia chuyến thực tế, Akane đã tạo thêm một con Kaiju, nhưng mục đích của nó thì sau sẽ rõ, hoặc là không. Vào ngày khởi hành, Yuta và Uchumi ngồi trên tàu điện để đến điểm tham quan. Thằng đụt Yuta lần đầu được đi tàu điện thì tí tởn như một thằng đụt. Ngồi ngắm cảnh chưa được bao lâu thì làn sương khói phôi phai của sếp ập tới. Yuta lăn ra ngủ rồi gặp những cơn mê về thứ gì đó. Sau khi tụ họp với lớp, họ tiến đến khu thay đồ. Nhưng thứ đáng lưu tâm ở đây là cảnh như trong cái bỏ này, chứ không phải cảnh tăng vitamin A này. Sau những hoạt động ngoại khóa như trèo thuyền nhóm, Yuta ngồi một góc rồi nghĩ về lời của Mark ở tập 4. Liệu có phải là cậu đã yêu Akane rồi không? Thấy Yuta ngồi một góc không khác gì mà đúng. Akane mon men tiếp cận. Cậu có bạn gái chưa? Thì sắp có. Ê thì nói mèo ra giả bộ làm treo rồi. Tao có nói dối đâu. Tin. Kệ mày. Kệ tao thì kệ tao. Sau khi hành xử như mấy đứa trẻ con, Akane bắt đầu tung ra một con bài tủ. Như lừa mấy đứa trẻ con, Akane đã khiến cho thằng đụt Yuta vạ mồm nói. À, khi hỏi, mày có phải là siêu nhân điện quang không? Khoan á, hình như Yuta nghe thấy tiếng nhạc gì đó. Ngay sau đó, Akane dùng cả di chuyển lẫn tốc hành để tét khỏi tầm mắt của Yuta. Tự truyền rằng với tốc độ đó thì Akane hoàn toàn có thể bẻ gãy sừng của Hyper Kabuto một cách nhẹ nhàng. Ở đâu đó trong cánh rừng, sau khi bết được thằng đùi Yuta, cô quyết định rút chiếc smartphone mà tôi không thể tin được là nó nằm ở cái vị trí địa lý quan trọng đó. Akane Moshimoshi và Alexis để hắn truyền công lực cho Kaiju của cô. Yuta ngay lập tức được thông báo có Kaiju xuất hiện, nhưng trong tình cảnh này thì cậu không thể biến hình vì cậu là một thằng phế vật như chó. Thực ra là vì cái máy tính nó không ở gần thôi. Còn Kaiju to bằng cả một ngọn núi liên tục bắn ra những viên đạn, thứ có thể khiến các cô gái phải cháy bỏng theo đúng nghĩa đen. Không có cách nào để liên lạc với nhóm của Mark, Yuta và Uchimi đành phải quay về khu thay đồ để lấy điện thoại. Nhưng khu thay đồ lại cách chỗ của họ tới 5 cây và tất nhiên là không phải 5 cây xăng rồi. Đang gần khát nước thì gặp ngay anh tiểu đường, Yuta và Uchimi thấy được một bốt điện thoại. Nhưng khoan á, ở đây có gì đó kỳ kỳ. Thằng đụt thứ nhất, thằng đụt thứ hai. Chết mẹ ơi, tao quên số rồi. Đang loay hoay không biết làm cách nào để có số của nhóm vệ binh giải ngân hà thì Rika với dáng đứng như nữ thần phim gió thổi từ điều hòa, Mát đã giải quyết bài toán khó cho các em học sinh 2K3. Nhận được tin, nhóm Mark quyết định quất cái máy tính rồi mang tới chỗ của Yuta. Còn Yuta thì đành phải tách nhóm để đi tắt vì Rika đi chậm. Khổ thân Rika, với hai khối u ác tính ấy thì nếu là tôi cũng mệt. Yuta với lối tắt mà cậu đã tìm được đã nhanh chóng ngã xuống sườn núi. Đúng là Yuta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về độ vô dụng của mình. Nhóm vệ binh giải ngân hà sau khi mang máy tính đến thì phải vắt nữa chờ Yuta đến. Nhưng may quá là thay vì nhà mất mạng, nhà cậu chỉ bị mất mỗi cái áo phao rồi. Bo và Yuta quyết định tham chiến vì con Kaiju này to vãi quá. Tôi lúc này kiểu, bruh, bà chị Loli này làm được cái gì? Trước kịp trả lời câu hỏi của tôi thì Antti lúc này đang cõng Akane cũng xuất hiện vì nhiệm vụ của cậu là đấm vỡ mùng Gridman chứ không phải là cái giá đỡ ngực. Tỷ số lúc này là 2-2, suýt nữa thì giống với tỷ số của trận UAE. Antti và con Kaiju hệ fan MU đã đồng lòng xả đạn vào người Gridman. Hệt như cái cách cổ động viên UAE đồng lòng thổi kèn đám ma vậy, rất hùng hãn. Như với những quả bom siêu dính của mình, Bo đã cầm chân được Antti và kết hợp với Gridman trở thành Gridman phiên bản Hồi giáo cực đoan. Gridman xả đạn vào người con Kaiju khổng lồ, còn Antti thì chắc là mỗi quá nên bỏ qua.
Nhưng muỗi thì cũng biết hút máu người. Anti liền copy chiêu thức của Bo rồi bắn trả lại Gridman. Nhưng bạn đã thấy con muỗi nào đốt được Inox chưa? Gridman kệ mẹ Anti rồi dùng những viên đạn hiệu Tenkuji Takeru đưa vô hạn vào tầm tay bạn với loạt hỏa lực vô hạn. Con kaiju khổng lồ bay màu, còn thằng Anti thì bắt đầu lên bệnh đụt, bởi vì thay vì phá cái bom dính thì nó lại đứng đây đánh giấm rồi bị những mảnh xác của con kaiju đè. Gridman sau khi giải quyết được fan của MU quyết định dùng nước để dập đám cháy, mang lại bình yên cho con người. Bạn là mơ đấy à? Tập 5 kết thúc với câu hỏi tư tưởng của Mark: tại sao nhóm của Yuta đi đến đâu thì kaiju xuất hiện ở đó nhỉ? Tập 6 bắt đầu bằng cảnh Yuta nhớ về câu hỏi của Akane: cậu biến hình được đúng không? Nếu là tôi mà được trả lời câu hỏi đó thì tôi sẽ biến hình ngay cho Akane xem. Còn biến hình cái gì thì tôi không biết. Yuta sau đó ngồi ngẩn người nhìn Rika. Rika thả cho Yuta tí bả khiến thằng bé tí thì lọt hố. Akane sau khi về đến cổng thì thấy Anti đang canh cổng chờ mình. Tiện tay cô bảo Anti cắt tiết Yuta hộ mình. Đéo, nó là Gridman ấy, nhìn thế nào, trông như hai giọt nước. Giống phết. Mặt trời chói dạng lơi thẳng đụt Anti, và như thế nó bắt đầu đi tìm và cắt tiết Yuta. Rika lúc này bắt đầu đi mua một cái ví, vì cô ấy nhớ đến việc Akane không có một cái ví nào cả. Tôi đoán nó là ví. Chắc là ví. Thằng đụt Yuta lúc này đang tìm Rika nhưng chỉ thấy mẹ cô nên lủi thủi đi về. Nhưng chắc thằng này là con ăn phiên bản khác. Đi đeo đâu cũng gặp kaiju. Cậu gặp một cô bé tự nhận mình là kaiju, tưởng con bé này đụt thì nó bảo tao có phải mày đeo đâu, rồi trình diễn màn khóa khổng cho cậu xem luôn. Và như thế mỗi tình đầu của cậu hóa ra lại là một con kaiju. Ở bên kia chiến tuyến, Rika lại tìm thấy thằng nhóc tóc trắng hôm trước, nó đang bới rác. Khoan đã nào, vừa lẽ là gác cổng, giờ thì bới rác, phải chăng nó là... Rika biết thằng nhóc đang đói nên mua cho nó một cái cho nóng, cùng với đó là một hộp sữa. Có chị Onesane, giờ chị mua bả cho mà ăn. Đéo. Thế thằng nhóc này có họ hàng với sông Tô Lịch. Là hồi vãi lịch. Rika quyết định dẫn trai về nhà. Tôi không ngạc nhiên lắm vì nó cũng có phải lần đầu tiên đéo đó. Ở phía của Uchimi, cậu hiện tại đang đứng ở một hiệu sách để xem một cuốn tạp chí. Uầy, nhiều tiga thế nhờ. Sau khi tiếp cận Rika ở tổ chức không thành công, Akane bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế và mục tiêu ở đây là Uchimi. Với những hiểu biết về kaiju trong Ultra series của mình, cô đã thành công phá vỡ hàng phòng ngự của Uchimi. Đấy, xin ngay. Ở phía của Yuta, do gu mặn, cậu đã đi hẹn hò với bé kaiju, nhưng là ở tàu điện. Tự nhiên tôi nhớ đến mấy bộ phim khác cũng của Nhật kế ấy. Vẫn phế vật như ở tập trước, vừa ngồi chưa được bao lâu thì cậu bắt đầu bổ củi. Ê, bổ củi là hành hà sừng phu đấy. Mới bổ được 2-3 phát thì nhờ có cái tai nghe Razer mà Yuta tỉnh dậy được. Và bé kaiju giải thích lý do ai cũng bổ củi khi đi tàu điện là vì hít khí ga từ con kaiju bất động ngoài kia. Yuta cũng được tiết lộ thêm một điều rằng những con kaiju xuất hiện từ trước đến nay là do một tay Akane sáng tạo. Cô là người đã tạo ra kaiju để phá hủy cũng như sửa chữa thành phố. Cô ấy tiêu diệt một người nào đó đơn giản là vì cô ấy ghét cái thái độ. Ở thành phố này, Akane có thể coi là một vị thần, nhưng khác với thần lừa lọc ở bên vũ trụ nào đó thì thần này lại bị lợi dụng bởi một người ngoài hành tinh. Yuta đụt thấy bé kaiju này rất dễ thương nên đã hỏi tại sao cô bé không ở phe của Akane. Nhưng bé bảo rằng mình không chung trạng với Akane, cô đã ở đây rất lâu về trước rồi. Ở phía Uchimi, tôi xin lỗi vì hồi nãy bảo thanh niên này không qua được ải mỹ nhân. Cậu xuất sắc bảo vệ được bí mật của bạn mình trước gái. Đấy, bạn tốt đấy. Ở phía của Rika, sau khi tắm sạch sẽ cho thằng đụt Anti thì đột nhiên nó biến mất và không ngoài dự đoán, nó tìm đến Yuta để diệt khẩu. Nhưng thứ nhất, Yuta là nhân vật chính. Thứ hai, Anti là một thằng đụt. Từ những dữ kiện trên ta suy ra rằng Yuta không chết. Cũng may là có Mark và Calibur đến giải cứu, chứ không thì chắc cụ cũng sành cỏ từ lâu rồi. You don't get to rush this. Cuối tập, ngoài cái lém điện thoại của Akane và mặt Anti ra thì ta còn thấy được sự xuất hiện trực tiếp của Alexis. Hết tập 6. Tập 7, Yuta đang giải thích với Rika và Uchimi về những sự việc xảy ra ngày hôm qua, về việc cậu gặp được một bé kaiju và biết Akane là thần. Đương nhiên là ngoài Piu Piu ra thì chẳng ai tin được việc cậu nói cả. Tin chứ, tin tên nếu là được. Ngay sau đó cả ngày cậu đã cố gắng hỏi Akane, nhưng gái còn chẳng dám tán. Thì việc đại sự như thế này thì xin lỗi, Yuta đã đưa bạn vào hàng chờ ưu tiên thấp. Nghĩ bụng có thực mới vực được đạo, cậu mua ngay hai cái bánh để lọt dạ. Nhưng chưa kịp đớp thì Anti nhảy ra đòi Gridman, nên Yuta nhanh chóng nói rằng không có kaiju thì biến hình làm sao. Hiểu ra vấn đề, Anti quyết định rời đi, nhưng cậu nhanh tay cuộm luôn hai cái bánh, hồn phết. Ở nhà Rika, Yuta vẫn cố gắng giải thích cho mọi người về Akane, nhưng đây là bạn, còn đây là bạn của bạn. Cũng may là nhờ Mark nói đỡ cho, nên mọi người phần nào tin câu chuyện của Yuta. Về đến nhà sau một ngày mệt mỏi, Yuta tự nhiên thấy Akane xuất hiện ở trong phòng ngủ của cậu ấy. Ơ kìa, đây có còn là phim siêu nhân không đấy? Akane sau khi knock hết nửa chai C2, cô định tiết lộ danh tính của mình, nhưng người đang ngồi ở đây là ai? Là nhân vật chính. Akane ôm gối của Yuta vào người, người lấy người để, lăn lộn trên giường của Yuta rồi hỏi cậu có muốn góp vui không? Yuta ngẩn người ra vì hiểu sai ý của Akane. Thực chất cô muốn Yuta theo phe của mình để cùng trở thành thần.
Nhưng vì lý do nào đó, cái viên bi trong chai Ramune đã giúp cậu vượt qua ham muốn trần tục, tiếp bước lọn Takeru, sử dụng sức mạnh tình bạn để vượt qua hoạn nạn. Biết không dụ dỗ được thằng đột này, Akane đành phải ra về, nhưng vẫn bắt Yuta đưa mình về. Trên đường về, cậu hỏi rất nhiều câu, nhưng Akane đéo muốn nói xuông, nói chuyện thì phải có rượu mồi em ạ. Ở quán ăn, thực đơn bao gồm đậu phụ nước vang, nhưng mà phải giòn, nhiều kinh giới rồi. Nữa sao được? Một đĩa 3% thì còn nhiều hành, không được. Ngan cháy tỏi, tổ mũi ni, muối ớt này, gà xào á, điều này, đưa xào thôi. Trong lúc dùng bữa, Akane đã tiết lộ về lý do cô cắt tiết mấy người khác của mình là vì mình thích thì mình làm thôi. Người ngoài hành tinh nhẹ nhàng xuất hiện. Thế là phe phản diện đã tập hợp đủ thành viên. Với sự xuất hiện đột ngột của người ngoài hành tinh, Yuta quyết định ăn hạ rồi tính. Nhưng cơm của trước kia vào mồm thì cậu lại bị phá đám bởi cái Acceptor. Phát hiện có Kaiju, Yuta toàn chạy đi nhưng Akane nói: "Ta bảo không có Kaiju là không có." Không tin thì cứ ra ngoài mà xem. Vừa ra khỏi quán, một thứ kỳ quái như đĩa bay xuất hiện trên bầu trời. Akane cũng rất ngạc nhiên về thứ đang xuất hiện, định hỏi Alexis nhưng hắn đã biến đi từ lúc nào. Bên phe ác lắm tộc biến thế à? Về đến quán, Yuta lập tức biến hình thành Gridman với một đòn cái đĩa bay tan thành từng mảnh, nhưng nhanh chóng hồi phục với tốc độ ngang như một racing boy. Cái đĩa bay nhanh chóng áp đảo Gridman. Akane sau khi quay trở lại phòng đã hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Alexis thú nhận rằng đó là Kaiju do Anti tạo ra, vì Anti có lòng thù hận dành cho Gridman cao hơn Akane rất nhiều. Và như thế, Akane có màn hình mới, hoặc là một cái màn hình vỡ. Với một thứ bay nhanh hơn ảo tưởng của bạn về đôi đẹp trai của mình, Gridman đành phải nhờ cậy Victor, khi anh là người duy nhất có khả năng bay. Gridman sau khi biết bay đã lao tít lên làn mây xanh và tìm ra bản thể thật của con Kaiju. Nhưng khác với Yuta, Anti đã được chờ sẵn và phục kích Gridman. Với khả năng copy của mình, Anti cũng có thể bay, khiến cho trận chiến càng thêm phần khó khăn. Sau khi bay lên quá cao, Gridman phát hiện ra ở trên trời thực chất là Computer War, và như thế Yuta đã được minh oan. Nhưng nó vẫn là một thằng đột. Nhờ sức mạnh mới và sự kết hợp tuyệt vời với Victor, Gridman lại tiêu diệt thành công Kaiju để mặc cho Anti rơi tự do. Lúc này mọi người đều đang có rất nhiều câu hỏi, như khăn mặt đâu mà ngồi lướt mắt, hay điều Sơn Tùng luôn giấu kín trong tim là gì. À, cái này tôi biết này. Sau trận chiến với Gridman, Anti lại phải đi bới rác như mọi khi. Nhưng lần này, vì cậu đã làm cả Akane và Alexis thất vọng, nên Alexis đã quyết định biến cậu thành thế chột 2.0. Hết tập 7. Tập 8 ở đầu bằng cảnh cả trường đang chuẩn bị cho lễ hội sắp diễn ra. Nhóm Yuta đang bàn luận về cái thế giới ở trên trời mà họ thấy, cùng với đó là tranh luận xem Trigger có phải là Tiga hay không. Thì nhóm vệ binh giải ngân hà đến để nói linh tinh rồi rời đi. Khác với lần trước, Calibur đến trường Yuta. Lần này họ bị các học sinh chú ý vì lý do nào đó. Ở phía phản diện, ta có Anti đang nằm thoi thóp một góc, trong khi đó Akane đang lấy thiết kế của Bayfoam để làm Phelophoam cho con Kaiju. Thật là sáng tạo, thật là kỳ công. Sáng hôm sau, Akane đã gọi nhóm của Yuta lại, khoe tạo hình suýt mới của con Kaiju và thách thức: "Giỏi thì cản hộ cái." Cả nhóm của Yuta như bị xe của công chúa Lọ Lem đi qua đầu, họ bí. Chỉ đột nhiên Yuta lấy ra ý tưởng: "Gridman bình thường theo format của bà Tân thì giờ chúng ta làm ngược lại, là cả 5 người có thể cùng lên rồi." Hợp lý. Bàn bạc nghiêm túc tí đi mấy ông. Tại nhà của Rika, Usumi lên kế hoạch: "Bây giờ nha, cả 5 người lao lên nha, ý đóng hiếp yếu nha. Xong. Quán đã bạn nè, thế kỷ 21 rồi, có phải người dừng đéo đâu mà hành xử thiếu văn hóa thế. Thích bị report Facebook không?" "Vâng, chị thì văn minh." Họp bàn bất thành, Rika dỗi vờ lờ lên quyết định đéo quan tâm nữa. Ngay sau đó, Usumi phát ngôn ra một câu mà khiến cho câu chuyện bị đẩy đi xa hơn. Nhận ra mình ngu như thế nào, Usumi và Yuta quyết định đi nói chuyện với Akane trước, mong cô sẽ bỏ cái định phá hủy lễ hội đi. Nhưng cô bảo: "Đéo, ý đơn giản là trời nóng thế này thì hội chạy cho gì." Thỏa hiệp bất thành, Akane lại biến mất rất nhanh. Tại nhà Rika, Anti do túng quá nên quyết định tìm Rika, nhưng là để xin ăn chứ đéo phải làm liều. Nhưng tiếc là cậu chỉ gặp được mẹ của Rika và nhóm đột này. Sau khi đá xong bữa thì lại cắp đít bỏ đi. Nhưng trước đó Calibur cũng xin được số điện thoại để làm quen. Trên xe buýt, Akane khiêu khích Rika, nhưng lần này người dính cơm nặng là Rika. Suýt bị Akane thuyết phục thì tiếng xe buýt đã ngăn chặn điều đó. Hoặc là không, ai mà biết được. Giữa lưng vào tường trầm tư thì Yuta đến nói chuyện. Cũng vì cuộc nói chuyện đó mà Yuta lấy ra một ý tưởng. Vãi, sao tập này nó thông minh ấy à? Akane và Alexis đang chuẩn bị thả con Kaiju ở trường học thì đột nhiên Gridman xuất hiện trước rồi đi quanh trường. Usumi thì rất hứng khởi bởi ý tưởng này rất sáng tạo, nhưng Rika đang dỗi nên xin đéo dép. "Chị mày khinh." Phe phản diện đang cười hớn hở vì chưa từng thấy thằng Gridman nào nhỏ như vậy. Thì đồng minh của Gridman tới và hợp thể trở thành Gridman siêu phẩm. Với sức mạnh hoàn toàn vượt trội, Gridman một lần nữa đánh bại Kaiju. Nhưng hòa bình thế giới thì chưa phải tập này. Có cái cục kết. Vào ngày hội trường, Usumi và Rika đã bắt tay làm hòa. Còn Yuta thì... chờ tôi search Google đã. Và hết tập 8. Tập 9,
Như có phép thần thông của Tôn Ngộ Không, Yuta một lần nữa được quay trở lại cái ngày mà mình bị mất trí nhớ, mất trí chứ không phải là mất cháy. Với một cái đầu trống không như được cô mời lên bảng kiểm tra miệng, Yuta chỉ biết ú ớ và không nhớ mình là ai. Rất may là cậu đang ở nhà của Akane, nhưng lại không phải là nhà của Akane. Tuy không nhớ mình là ai nhưng cậu vẫn có cảm giác như mình đã trải qua chuyện này rồi. Ông bạn có biết đến Deja Vu chưa? Ở bên ngoài thành phố, thay vì cậu nhìn thấy Kaiju thì lần này cậu chỉ nhìn thấy cái tấm biển quảng cáo mà lấp lơ hình ảnh của Gridman. Trên đường về, cậu cũng được Akane tiết lộ chuyện hai người đang hẹn hò. Rika với bộ dạng nghiêm chỉnh nhất mà tôi từng thấy. Ở đây, ta có thể thấy Rika và Akane có lẽ là bạn thân của nhau. Ở một hướng khác, Uzumi cũng gặp được Akane. Họ trở thành bạn của nhau vì có cùng sở thích về các Kaiju. Mục đích của Akane ở tầm này khiến cho nhóm bạn Yuta chìm vào giấc ngủ bằng một con Kaiju. Đó không hề được thực thể hóa nên không thể đánh bại được. Nhưng trước sức mạnh của tình bạn, nhóm bạn Yuta đã phát hiện ra đây không phải là thế giới của họ và quyết định thức tỉnh. Gridman ở thế giới ảo này đã áp bức con Kaiju khiến nó được thực thể hóa ở thế giới thực. Đội vệ binh giải ngân hà đã kết hợp để trở thành Xenon cung cấp năng lượng. Mặc dù lúc này Anti rất cay nhưng không thể làm gì vì mục tiêu của cậu là Gridman. Xenon cung cấp năng lượng, giành chiến thắng. Ngay sau đó, cuộc đối thoại nho nhỏ giữa Anti và Calibur xảy ra. Calibur nói rằng Gridman sẽ không bao giờ chiến đấu với Anti vì cậu đeo có chỉnh và ai lại đi đánh nhau với trẻ con. Trong khi nhóm bạn của Yuta đang suy nghĩ về việc làm thế nào để Akane không ngủ nữa, thì lúc này Akane như trong giấc mơ của tôi nhảy lầu. Nhưng thay vì tỉnh dậy với chiếc áo ướt át thì Akane đáp đất nhẹ nhàng rồi rời đi. Hết tập 9. Tập 10 bắt đầu bằng việc Rika giải thích nguồn gốc của mọi người. Thay vì được sinh ra ở đống rác rồi được bố mẹ nhặt về, thì mọi người ở đây được tạo ra bởi Akane. Akane thì chợt tỉnh giấc rồi thấy Alexis đang đứng nhìn với vẻ mặt trìu mến, giống như tôi khi đang đau bụng và nhìn thấy bác Tào đang đứng nhìn trìu mến ở cửa toilet. Và cũng giống như bác Tào, Alexis hối Akane ra nhanh nhanh, nhưng Akane bảo đéo. Uzumi càng ngày càng lún sâu vào những suy nghĩ về câu hỏi vật chất có trước hay ý thức có trước. Yuta thấy mình cứ để yên như vậy thì đầu của thằng bạn mình chắc chắn sẽ thẳng BBQ, lên đưa ra quyết định đến nhà Akane để giải bày tâm sự. Nhưng ở nhà Akane thì trong đó lại là Computer World. Akane lúc này thì lại đang suy nghĩ về lý do tại sao Gridman lại ra lâu đến như vậy ở trại hè lần trước. Nhóm của Yuta thì đang đưa ra giả thuyết về Gridman. Họ khả năng đã từng là một thực thể nhưng bị cưỡng ép tách ra. Và hacker mũ đen ở đây không ai khác chính là Alexis. Alexis ở trong khoảng thời gian này thì không khác gì sếp của bạn vì ông suốt ngày hối deadline và nhìn đi, tác phẩm bị hối deadline đấy. Trong khi thế giới có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào thì Uzumi vẫn đang học bài và học cực kỳ chăm chỉ. Yuta và Rika thì đang bận tâm sự về Akane. Lúc bấy giờ, hai thầy trò Calibur và Anti đang luyện công hăng hái với nhau. Calibur thấy thằng thiểu năng này có tương lai tối như Phan MU và Phan Navi nên anh đưa ra một câu hỏi để nó tự ngẫm. 2KMLO4 cộng 10FESO4 cộng 8H2SO4 ra cái gì? Thổng thắng mẹ đi. Một con Kaiju không hoàn chỉnh của Akane xuất hiện. Nó có tiếng kêu giống như tiếng khóc của một người nào đó. Gridman siêu phẩm xuất hiện, làm một đòn vào người con Kaiju khiến nó bất động. Ngay lúc này thì Anti cũng xuất hiện, nhưng không phải để giải phương trình hóa học trên mà để hạ gục Gridman. Nhưng thằng gục ở đây thì ai cũng biết, Gridman toàn vung đòn toàn lực vào người Anti nhưng lại ngừng lại. Anti gào khóc gọi tên Gridman, tại sao lại không phải là em? Gridman giải thích rằng mình sẽ không bao giờ đoạt sinh mạng của người khác, bởi con Kaiju chết chẳng qua là mô hình 1-1 của Akane nên phá đi thì cũng có làm sao đâu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Akane muốn giết Gridman rồi. Nó phá mô hình của mình thì giết là con nhân từ chán. Anti quay trở lại bên cửa hàng tiện lợi của mình để lấy một chiếc ô, đứng trước mặt Akane và hỏi rằng tại sao lại cho hắn sinh mệnh và phương trình 2KMLO4 cộng 10FESO4 cộng 8H2SO4 giải kiểu gì. Akane trả lời lòng vòng vì cô cúp học mấy ngày hôm nay nên không biết cách giải, rồi đuổi Anti đi trước khi để nó biết được sự thật. Con quái lạ ngu ngu này tưởng chừng như nó đã bị đánh bại thì đột nhiên nó cắt ổ, để lộ bên trong là một con Kaiju có nụ cười vô cùng biến thái. Nó chạy loanh quanh để chém đầu những con Kaiju đã sửa chữa thành phố. Chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc giờ đây sẽ không còn ai sửa chữa lại thành phố nữa. Nhóm Yuta đang băng băng tới nhà của Rika nhưng Akane lại vô tình thấy được cảnh đó. Gridman siêu phẩm xuất hiện và ngay lập tức ngăn chặn. Không, đúng hơn là bị con quái ngăn chặn. Nó tháo tung từng bộ phận của Gridman ra và khiến anh làm bẹp dí. Tôi bảo rồi, con quái lại cười biến thái lắm. Gridman suýt nữa thì được tiêu tiền thả ga dưới âm phủ thì đột nhiên Anti lao ra để cản con Kaiju. Tao mà không có được tình cảm của Gridman thì không ai có. Rồi hóa thân thành hình dạng gần giống với Gridman với tên gọi mới là Gridnai. Và cũng lại như idol của mình, ông tướng leo tít lên nóc nhà để làm màu. Gridnai với tốc độ không thua kém gì con Kaiju kia đã dễ dàng tránh né được đòn thế của nó,
Và với khả năng của phe chính diện, Gridnai đã nghe thấy trái tim của Akane và nói: "Tôi đọc cô như một quyển sách, rồi tiêu diệt con Kaiju với chiều tất san nhìn chẳng khác mẹ gì cái vòng năng lượng của Krillin." Vừa quay trở lại, Akane liền loi mặt ra, Yuta định dùng thông lão chi thuật, nhưng cậu liền nhận ra đây không phải là phim Naruto. Akane đã bịt mồm Yuta bằng một phát dao và nói: "Người cô thích là Gridman chứ đéo phải Yuta." Hết tập 10. Tập 11, Akane sau khi unbox Yuta thì lại dùng tốc biến bỏ đi, để mặc cậu chuẩn bị hành lý trở thành đại gia trốn âm phủ. Sau khi đưa Yuta đến bệnh viện, mọi người nhận ra vì không còn con Kaiju bất động mọi khi nữa, lên thành phố không thể reset lại như cũ và tất cả các đường truyền ở thế giới này cũng đã bị cắt hoàn toàn. Yuta tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng vì cậu là nhân vật chính, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Tình trạng thành phố trở nên nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Kaiju kia. Akane tưởng mình đã tiêu diệt được Gridman nên ngồi chill chứ không cười phớ lỡ như lần trước. Alexis không dụ dỗ được Akane tạo thêm Kaiju mới nên đành dùng lại những con Kaiju trước, hay thuật ngữ dân truyền người ta gọi là nhai lại. Kaiju tràn lan khắp thành phố, nhưng do Yuta chưa tỉnh dậy nên nhóm vệ binh giải ngân hà cũng không thể làm gì được vì sức mạnh của họ tới từ Gridman. Anti lúc này xuất hiện và bảo sẽ lo cho mấy con Kaiju ngoài kia. Đến lúc này thì Uchimi và Rika mới biết Anti là con Kaiju chuyên môn đi copy Gridman. Uchimi thì tỏ ra tức giận với Anti vì chính cậu là người đã gây ra rất nhiều sự phá hủy cho thành phố. Nhưng Anti thì không phải là người lão to nên đéo hiểu Uchimi nói gì. Anti hay lúc này là Gridman đã chuyển hóa và nhanh chóng đánh bại hầu hết các Kaiju mà Gridman phải chật vật. Trong lúc đang tìm hiểu về nguyên nhân Yuta vẫn chưa tỉnh giấc thì đội vệ binh giải ngân hà dường như đã nhận ra gì đó, rồi nhanh chóng quay trở lại cửa hàng cùng với mẹ Rika để nâng cấp phần cứng của máy tính. Rika thì quyết định đi tìm Akane, trong khi Uchimi thì giống hệt như tôi khi thi muốn chết vậy. Đéo biết phải làm gì, Yuta thì trong cơn mê man nhìn thấy Gridman. Họ đã trò chuyện cùng với nhau và nhận tiện hách lão người xem luôn. "Mày là tao, vậy thì tao là ai?" "Tao là mày, nhưng đồng thời là tao và cũng đồng thời chính là mày." "Tao là tao, đồng thời là mày và đồng thời vừa là tao, vừa là mày." Như vậy, lý do Yuta không có trí nhớ là bởi vì ngay từ đầu tâm hồn của cậu là tâm hồn của Gridman. Và tại sao lại là Yuta chứ không phải là người khác thì Yuta là người duy nhất ở trong thế giới này. Sau khi nâng cấp chiếc PC, Yuta đã tỉnh dậy và giải thích mọi chuyện cho Uchimi rồi nhanh chóng rời đi. Anti sau khi tiêu diệt vô số Kaiju thì cũng đã kiệt sức. Alexis thì đứng một góc ăn bỏng ngô và tạo thêm Kaiju. Lần này đến lượt Anti chuẩn bị về với tổ tiên thì Gridman xuất hiện và nói: "Mày phải sống để Mugman tóm tắt 4 chữ S Dinazenon nữa." Gridman cùng Gridnai đồng tâm hiệp lực đánh bại Kaiju. Lúc này thì Rika ngồi xuống tâm sự với Akane, nhưng sau khi thấy Gridman thì Akane toàn sử dụng tốc biến, nhưng với khả năng làm chậm tới từ găng tay băng giá của Rika. Nói chuyện chưa lâu thì Alexis lại sử dụng dịch chuyển để xuất hiện sau lưng Akane, biến cô thành Kaiju và hết tập 11. Bắt đầu từ những chi tiết ở tập 11, sau khi đánh bại vô số quái vật, Anti và Yuta quay trở lại cửa hàng của mẹ Rika. Lúc này mẹ của Rika thì kiểu: "Cháu là Yuta." "Vâng, nhưng mà cô cứ hiểu đại khái là nó giống với Fe3O4 cộng 4H2 phản ứng thuận nghịch tạo ra 3Fe cộng 4H2O. "Là sao ba?" Đáp bản chuyện chính trị thì Acceptor lại thông báo có Kaiju, và ai cũng biết đó là Akane. Gridnai vì thế xúc phong ra trận để cứu cô ấy. Trong lúc Gridnai đang vật nhau với Akane thì Rika đã có một cuộc tâm sự với Alexis, nhưng mà chắc là Alexis đang chuẩn bị tham gia thách thức danh hài, nên đây là những thứ tôi nghe được trong cuộc trò chuyện. Sau đó thì Yuta hay Gridman lao đến như hoàng tử bạch mã và mang Rika đi, bỏ lại người tình trăm năm của mình đang đứng cô đơn. Yuta và Rika cũng đến chỗ của Uchimi vực dậy tinh thần cho cậu, để cậu có thể nâng cao sức mạnh tình bạn. Trong khi đó, Gridnai đang cứu Akane khỏi những cánh tay phải xoay. Nhưng sau khi vừa cứu được Akane thì Gridnai bị Alexis đâm từ phía sau lưng, còn Akane thì bị Alexis hấp thụ. Trong lúc này, sức mạnh tình bạn đã đạt đến mức cực đại. Yuta và nhóm vệ binh giải ngân hà cùng với Gridnai nhận được Acceptor thực sự, và họ đã chuyển hóa thành hình dạng real của Gridman. Bước đầu thì Gridman có lợi thế hơn hẳn so với Alexis, nhưng đây là Alexis sau khi đã hấp thụ được một vị thần. Hắn đéo khác gì cái hồ chết, lập tức hồi phục cơ thể để đẩy lùi Gridman. Alexis chuẩn bị sử dụng dịch chuyển để chuẩn chiếm cút, nhưng hắn đâu biết rằng đây là dịch chuyển đã qua tay của Rito Game. Ló lâu vậy, nhưng không vì thế mà Alexis thua Gridman. Cả hai người ấn R tung chiêu cầu vòng tối thượng vào người nhau. Tuy nhiên do Alexis có trang bị thần thoại trước nên Gridman bị đánh bay. Đang vui trước chiến thắng như trận của Đức và Bồ, Alexis cười hớn hở: "Nhưng người vui nhất ở đây chắc là tôi, vì tôi cược Đức không cả đội bóng đá nha." Bỗng từ đâu những thứ gì đó trắng dì ra từ người của Gridman, hóa ra đó chính là sức mạnh để sửa chữa mọi thứ. Nhạc nền nổi lên và Gridman bắn thứ trắng đó vào người Alexis rồi đánh bại hắn. Trước sức mạnh tới từ sự sống của Gridman, cả thế giới đã được fix bug xong, nhưng chắc là vẫn không thể fix được bug trong Cyberpunk đâu. Sau những gì đã làm, Akane quyết định rời khỏi thành phố để làm lại cuộc đời. Rika thì ngồi tâm sự với Akane, nhưng chỉ với sau một cái chớp mắt, Akane đã biến mất. "Mẹ, còn bao nhiêu cái tốc biến nữa vậy?"
Gridman trong hình hài của Yuta nói những lời cuối cùng trước khi đi. Gridman trước khi đi đã tiết lộ cho chúng ta biết về việc Yuta có tình cảm với Rika. Còn với Utsumi, cậu vô tình search trên wiki và biết được Bo là con trai. Vãi xoài. Nhưng cái series này thì vốn đã gây sẵn từ phần 1 rồi nên tôi cũng không lấy làm lạ nữa. Gridman cùng với đội vệ binh giải ngân hà rời đi. Rika chợt nhớ là Anti không có ở đây. Nhưng Calibur nói, nó cá độ bóng đá nhiều quá lên chỗ lợ rồi. Quay phim, tuyết trời rơi, Yuta đã tỉnh và thế đéo lại có Rika ở phiên bản live action thế này. Và cái đéo gì đấy? Chắc bạn muốn tôi giải thích cho các bạn những câu hỏi trên đúng không? Có cái cục kết hết phim. Chào các bạn, bỏ qua các tình tiết trong 4 chị S Gridman, bỏ lại những con kaiju và những mỹ nhân để đến với một vũ trụ mới. Vũ trụ lời vẫn có những con kaiju và mỹ nhân. Vãi, thời sao không được? 4 chị S Grid Dina Xenon. Tập 1 mở đầu bằng cảnh một nhóm bạn đang chơi đùa ở bên sông. Nếu mà bạn thấy cảnh này ở Việt Nam, tôi thực lòng khuyên bạn lên cút ngay đi trước khi nó rủ bạn hút cỏ hoặc tiêm vaccine được chứa sợ từ ma túy. Ngay sau đó là khung cảnh quen thuộc khi bạn bị bố đá. À mà bạn làm đéo gì có bố. Cái. Theo văn hóa của Nhật, chỉ khi thân thiết thì chúng ta mới gọi nhau bằng tên. Nên tôi sẽ gọi hẳn tên các nhân vật vì chúng tôi rất thân nhau. Ở trên luật 34, đây là Yomugi. Từ giờ tôi sẽ gọi nó là Ngải. Trên đường đi học về, Ngải và nhóm bạn đang nhắc nhau nhớ xem Ultraman Trigger vào ngày 10 tháng 7 thì đột nhiên họ thấy một cô gái đang ngồi trên một cái cửa cống và ngân nga giai điệu nào đó. Đây là Yume, tên ở nhà là Lụ. Lụ có sở thích là lôi khỉ vì có thằng Lao được cô hẹn mà đứng ở dưới đất đầu. Trên cây hết, cô có một người bạn thân tên là Mây. Mây bảo cô đừng trêu khỉ nữa vì A thì không giết A. Nhưng cô đéo ke. Còn đây là Koyomi và Chise. Tôi sẽ gọi họ là Lịch và Chi Dệ. Lịch mà bóc chi là Lịch đi từ đấy. Mọi người hỏi tại sao họ lại ở cùng nhau hay họ quen nhau như thế nào thì có chúa mới biết. Tôi chỉ biết là hai đứa này giống mấy bọn YouTuber. Thất nghiệp. Sau khi chia tay với đám bạn, Ngài gặp ngay một anh Nghiện. Anh Nghiện bảo với Ngài là đau dạ dày quá. Nhưng may mắn là Ngài đéo đưa cho anh ta nhân sâm mà đưa cho anh ta một cái chó nóng. Uầy, nhìn quen nê nhờ. Tới ông anh này có vẻ nghiện hút đã lâu, Ngải quyết định té ngay nhưng cậu không phải là người xấu nên không mang tốc biến và bị anh Nghiện túm chân rồi hỏi, tên bạn là gì ấy nhỉ? Ngải cứu anh ấy. Thế à, anh mày tên là gấu chó và anh mày biết điều khiển quái vật đấy. Ghê à? Ghê ba. Sau một cuộc gặp gỡ với anh Nghiện, mẹ với bé Ngải có cuộc gặp gỡ với chồng, à mà thực ra là sắp là chồng rồi, của mẹ Ngải. Vì chắc là do Ngải cứu cho vào lẩu ăn rất ngon nên Ngải cảm thấy không thoải mái lắm trong bữa ăn. Người mà sắp trở thành chồng của mẹ cậu cho cậu cái phong thư, nhưng tôi biết chắc là chẳng có lá thư là trong đó cả. Nhận thấy việc cần phải ủng hộ cho quỹ vaccine Covid, cậu ủng hộ ngay chứ không giữ lửa làm rồi mới ủng hộ như thôi. Sáng hôm sau, Ngải lại gặp ông anh Nghiện hôm qua. Giống như một thằng AD khi thấy Z, cậu vắt chân lên cổ chạy. Nhưng nhờ định mệnh, cậu chạy ngay đến chỗ của Lụ đang đứng. Lụ thấy thằng này trông cũng ngon dài nên quyết định mời cậu ta tối nay đến đây để tâm sự. Ngài đồng ý nhưng với điều kiện là sẽ gặp nhau lúc 9 giờ và đứng cách xa nhau 2 mét. Trong lúc đó, Chi Sệ đang rủ Lịch đi xem nhà và xe bay. Nhưng thứ Lịch nghĩ lúc này là bị cảnh sát bắt vì đi chung với trẻ vị thành niên. Ngài đứng chờ về mõ mất 41 phút nhưng vẫn chưa nhận ra là mình có khả năng leo cây. Goma thấy thế đến hỏi thăm nhưng Ngài bảo đéo chơi với hạng Nghẹn. Nhưng Goma vẫn quyết tâm làm thân và đi tìm bé Lụ hộ Ngài. Trong khi đó, bé Lụ đang đứng ở trên cầu và nhìn ngắm thành quả huấn luyện khỉ của mình. Có ma thấy Lụ thì đã to tiếng trách cô tại sao không giữ lời hứa. Vì trên đời này có 3 thứ phải giữ là lời hứa, tình yêu và... À, ngày xuất hiện kia. Lúc này, Lụ thú nhận với cậu rằng đã giúp cậu biết leo cây. Và thằng Lào Việt hóa tên nhân vật giống như cái clip này thì đã bị cắt tiết. Có ma hỏi Lụ, are you Daijoubu? Lụ bảo, cô Daijoubu vậy. Đúng lúc này một con kaiju xuất hiện, phá ngang bầu không khí căng thẳng như phim drama Hàn Quốc. Goma tính sử dụng năng lực điều khiển quái vật của mình, nhưng giống như game Silent Hill, nó vẫn không xảy ra. Thay vào đó, Goma sử dụng đến cổ vật ngàn năm triệu hồi một con Exodia xuất hiện và lốt chọn 3 người cộng với Lịch vào bên trong. Chi Sệ thì do vẫn còn bé không đủ tuổi để chơi đồ. Dina Xenon sau khi đã có đủ 4 người ở bên trong buồng lái, cộng với bài opera này, đã bay đến để giao đấu với con kaiju đang quẩy trên nền nhạc của khá bảnh. Trận chiến này về cơ bản là không cân trình vì con kaiju là sờ bớp xuống danh sách chơi, còn nhóm của Goma thì lại toàn là newbie. Đang trông thấy bí thì đột nhiên Goma sử dụng word.exe trở thành pháp sư Trung Hoa, hóa Dina Xenon thành Dina Charizard bắn lửa dữ dội vào con kaiju. Nó chết và hết tập 1. Sau khi đứng dưới nhìn cả đội bắn pháo hoa, Chi Sệ chỉ biết đứng dưới cổ vũ, nhưng trời không phụ lòng người khi Chi Sệ vớ được một thứ gì đó nhìn như ngọc trai, nếu mà tôi mà nhặt được thì nó sẽ bay ngay xuống dưới sông. Con robot biến mất và nhóm của Goma có một cuộc trò chuyện nhỏ. Goma giải trình rằng con kaiju vừa nãy bị điều khiển bởi một nhóm tên gì gì đó bằng tiếng Nhật mà tôi méo nhớ nên tôi sẽ đặt tên cho nhóm là những thiên thần áo trắng. Goma đưa cho 3 người còn lại mỗi người giữ một mảnh của Dina Xenon để phòng trường hợp có kaiju và từ ngày mai họ sẽ phải luyện tập để sử dụng nó. Xong, tàn. À nhầm, giải tán. Hôm sau dù mới đến chỗ luyện tập nhưng bé Ngải mắc làm thêm nên đành bỏ tập. Sau giờ làm, Ngải chiêu cho một tắm và nghĩ về tương lai có thể phá rổ tới bến thì Goma bước vào trong phòng tắm với mục đích chắc là đu tít.
Tắm xong xuôi, mẹ của Ngải khuyên gấu ma lên ở lại ăn cơm. Ấy chết, ai làm thế? Ăn cơm xong xuôi, mẹ Ngải lại khuyên anh lên ngủ lại. Ấy chết, ai lại làm thế? Sáng hôm sau thì gấu ma đã chuẩn chuẩn từ lúc nào. Ở trường, Lũ hỏi thăm Ngải rằng tại sao hôm qua cậu lại không đến buổi tập. Thì cậu nói rằng bận solo Yasuo. Thế vậy, bé Đụ bảo cậu triệu hồi con Dina người lính để kết hợp với Dina cánh của cô ấy. Hai người họ đã cùng nhau bay lượn trên bầu trời và Lũ cũng đã xin lỗi Ngải về việc biến cậu thành khỉ. Ôi dồi ôi, để thuyền nào. Trên đường về, thay vì đi bằng máy bay thì họ quyết định đi bằng tàu điện cho giống người Nhật. Nụ tâm sự cho Ngải về việc chị cô đã mất do một tai nạn. Địa điểm thì chính là cái cống mà Lũ hay đến. Trong khi buổi tập của nhóm gấu ma đang diễn ra, đương nhiên là không có Ngải, thì một con kaiju khác lại xuất hiện. Nhóm thiên thần áo trắng nhanh chóng thu phục và điều khiển nó. Nhóm của gấu ma cũng kịp thời xuất hiện, nhưng con kaiju bảo may thôi rồi biến ảo không khác gì lập lăng trong liên minh. Với khả năng dịch chuyển gây nhức nhối cộng đồng mạng của mình đã khiến cho gấu ma quyết định tách ra để đánh hội đồng cho dễ. Mọi người thì phối hợp với nhau rất tốt, còn Ngải thì cứ như tôi lúc mới chơi CSGO vậy. Thấy Ngải hơi phế, mọi người trong team liền giúp đỡ. Lũ cùng Ngải kết hợp để trở thành Dina không quân. Con quái vật bị lém lên trên không trung và ăn hàng loạt tên lửa made by Tenkuji Takeru. Cả nhóm đang ngắm hoàng hôn thì đột nhiên nhóm những thiên thần áo trắng xuất hiện để buôn chuyện với gấu ma. Hết tập 2. Tập 3 mở đầu bằng màn giới thiệu của gấu ma về mấy thằng đang đứng ở cột cầu kia. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là làm thế qué nào gấu ma nghe được những người kia đang nói gì. Thật giao cách cảm à? Đáng lẽ còn nói chuyện phải như này mới đúng chứ. Nhưng tôi kệ. Hóa ra trước đây gấu ma từng là thành viên trong đội những thiên thần áo trắng, nhưng rồi phản bội họ. Mặc dù được tái tuyển mộ nhưng gấu ma lại bảo có cái cục kết. Nhóm những thiên thần áo trắng bỏ đi để lại cho tôi một thứ tối nay tôi search ở trên mạng. Ngon. Sáng hôm sau trước khi đi học, Ngải và đồng bọn quyết định training team chứ không thể để Ngải phế thêm được nữa. Không thì khác đéo thì dù ta. Tại trường học, Nụ và Ngải gặp nhau tại cầu thang và Nụ đã rủ rê thành công thằng bé vào đời. À không, để phòng câu lạc bộ âm nhạc thôi. Về cơ bản thì trước khi chị Nụ mất thì chị ấy đã từng tham gia câu lạc bộ này và Lũ ở đây để tìm hiểu thêm về người chị ấy. Thầy giáo phụ trách thì không biết quá nhiều về chị của Lũ, nhưng thầy đã giới thiệu cho Nụ người mà có vẻ là hiểu biết về chị của cô. Ngải sau đó bỏ Lũ để đi chơi với đám bạn nhưng lại gặp một thành viên của nhóm những thiên thần áo trắng. Khi tôi cứ ngỡ sẽ có một pha ẩn bóc khác trong bộ phim này, nhưng hóa ra là chẳng có gì xảy ra cả vì họ chỉ tâm sự với nhau về những việc xảy ra cách đây 5.000 năm thôi. Hóa ra là những người điều khiển kaiju này toàn là những người đã chết và được hồi sinh nhờ vào sức mạnh của kaiju. Trong khi đó, Lịch thì lại gặp lại crush ngày nào. Cô thì sắp kết hôn trong khi anh thì bận chơi đồ chơi với lũ trẻ con. Tối đó Lũ, Ngải, Lịch và Chi Sệ gặp nhau và thảo luận xem người nào đáng tin hơn. Gấu ma mà thôi, cứ gọi chung chuyện là những thần thần áo trắng đi vì họ cũng chẳng quan trọng đâu. Lúc này ba người họ quyết định đi tìm gấu ma để họ cho ra ngô ra sắn những gì xảy ra cách đây 5.000 năm, nhưng gấu ma quyết định chơi bài lận. Hôm sau khi vừa bắt được một con kaiju, nhóm của gấu ma xuất hiện để vào mồm nó. Cả nhóm lại sử dụng chiến thuật ỷ đông hiếp yếu, nhưng con kaiju này thì không yếu nên họ đã bị đẩy lùi. Thấy cứ thế này đéo ổn, gấu ma kêu anh em đổi chiến thuật, nhưng cả team bảo đéo vì toán đứa thích tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác. Ngày này có ba thứ trên đời phải giữ là lời hứa, tình yêu và bom kia. Sau một hồi này nỉ, gấu ma đành phải khai là anh đang đi tìm một người con gái. Sau khi thấy mọi chuyện là do một cô gái gây ra, cả team không hỏi gì nữa và quyết định giải quyết con kaiju, ném nó ra ngoài không gian để nó không thể lộ như mấy anh người yêu cũ rồi kết liễu con quái. Nhưng anh người yêu này có vẻ là một người lụy tình khi vẫn cố lưu kéo bạn, nhưng kết cuộc thì cũng chỉ có đau khổ mà thôi. Hết tập 3. Tập 4 vẫn là hình ảnh luyện tập đầy gian nan của bé Ngải, nhưng do bắt đầu có biểu hiện của một thằng sim nên cậu chỉ biết quan tâm đến Nụ. Do thấy Lũ hôm nay không đi tập nên thằng bé quyết định đéo tập nữa và đi làm thêm luôn. Nụ thì lúc này đang đi gặp người có vẻ là hiểu biết về chị của Nụ, nhưng hóa ra người này cũng chỉ biết sơ sơ chứ không thân thiết lắm. Lũ lại được giới thiệu đến chỗ một người đàn anh khác vì có vẻ người này có clip gì đó về chị của Lũ. Sáng hôm sau, Ngải có vẻ bị cảm, nhưng thứ quan trọng bây giờ là một thành viên của nhóm những thiên thần áo trắng đã nhập học tại trường của Ngải và Nụ. Tình cờ thay nó lại vào đúng lúc của Ngải và Lũ. Tình cờ cái cục kết. Trong tình hình này đéo ổn, hai cô cậu đang bàn bạc xem có lên báo cho gấu ma hay không. Thì thằng da đen này xuất hiện và bảo không muốn đánh nhau và chỉ muốn làm thân. Thần con. Ngài và Lũ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với thằng da đen. Hắn trình bày dài dòng nhưng vắn tắt lại là con người ở đây đang bị trói như chơi mấy trò trong 50 sắc thái và thứ giải phóng họ là mấy cột kaiju. Gấu ma nhận được tin nhắn thì cáu vậy, lao đến trường thách thức thằng kia solo ra xua. Nhưng gấu ma đâu biết thằng kia trình thách đấu lên lé như tụt. Kết cục là cụ bị bế lên phường kèm combo mất việc. Ngày hôm sau vì ốm lặng quá nên Ngải phải nghỉ ở nhà. Gấu ma thì tạo điều kiện cho thằng cu bằng cách yêu cầu Lũ đến thăm. Nhân cơ hội này Lịch cũng xin nghỉ một ngày vì có hẹn với gái. Lũ đến nhà và trình bày hoàn cảnh với Ngải xong thì đột nhiên có thông báo kaiju lên vội vã mượn đồ chơi của Ngải để cho người khác sử dụng thay. Chí sẽ quyết định thay thế cho Ngải nhưng do chưa từng chơi đồ nên có hơi bỡ ngỡ. Cứ theo tình hình này thì lại đéo ổn. Lũ quyết định quay lại để đón Ngải. Họ kết hợp trở thành Dina Xenon để phám quái và dùng Dina khủng long để kích liễu nó. Vâng, nhạt quá, cho tí muối anh ơi. Chí sẽ quyết tâm trở thành người lái dự bị cho Dina lính. Gấu ma thì đang cực kỳ bối rối khi nhận ra ai cũng có thể chơi đồ được.
Cuối tập, Ngài được Lụ đưa về bằng đai lạc cánh. Thằng bé này thì hơn hẳn ai đó khi nói rõ ràng rằng mình muốn đi theo Lụ để điều tra về vụ của chị cô. Nhưng cái câu quan trọng thì lại nói bé lên hết tập 4. Tập 5, sau những sự kiện xảy ra ở tập 4, thứ mà nếu bạn chưa xem tập 4 thì bạn cần phải xem tập 4, nếu không thì bạn cần phải xem tập 4. Chị Sẹ luyện tập đài là người lính rất tốt và trông cô bé rất có năng khiếu, nhưng chị Sẹ cũng chỉ là sọp, mà sọp thì bị đẩy đi chơi CP. Chị Sẹ lại ra một ý tưởng, tại sao không kết hợp con đài là người lính với đài là tiền đạo lại nhỉ? Thấy ý tưởng rất hay, Gấu Ma bảo Ngài và Lịch xếp hình cho mình xem luôn. Nhưng Lịch đang bận có hẹn với gái, và một phần cũng là vì đều muốn chơi gay nên toàn từ chối. Nhưng vạn sự ở đời, muốn mà được thì đã không có YouTuber. Hai người họ kết hợp trở thành đai la lính tiền đạo, nhưng vì yếu sinh kém lý liên hợp thể này không thể đứng vững. Gấu Ma đang định bảo hai người thử thêm một lần nữa cho gai hẳn, nhưng Ngài bảo thôi ông ấy mẹ a mồm ấy, ông làm xếp tôi hơi lâu rồi đấy. Lịch cũng bảo là có việc phải đi lên cuộc họp kết thúc kèm với cái phong bì 2 triệu. Ấy, phong bì nào ở đây? Ngài và Lụ đến gặp một người đàn anh từng quen biết với chị của Lụ. Anh ta để cho hai người xem cái link kín của chị Lụ. Nhưng không như tôi nghĩ, đây chỉ là clip quay lại buổi luyện tập của nhóm, chứ không có thứ mà tôi đang nghĩ. Nhưng vì clip này mà Lụ nhận ra, chị của mình cũng biết cười. Cùng lúc đó, ở phía của Lịch thì anh đang một mình gặp Crush. Lịch cảm thấy rất lo lắng vì mình có khả năng trở thành nam chính trong mấy bộ LTR. Nhưng họ chỉ ngồi nói chuyện và hàn huyên về quá khứ, chứ không làm gì trên tình bạn dễ tình. Sau khi cuộc nhậu với vài chai Strongbow kết thúc, Lịch đứng như Phan Mạnh Quỳnh trong MV Vợ Người Ta. Thấy thằng anh mình có khả năng nhảy cầu như mấy con bạc trong mùa bóng đá, chị sẽ quyết định mời cả nhóm đi bể bơi để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi thay vì bắt chước Sơn Tùng. Thấy đây là cơ hội để đi ké, thằng da đen này bom men tới gạ gấm. Lụ có vẻ thích mấy thằng da đen nên đồng ý cho đi cùng. Tụ họp trước nhà của Gấu Ma. Khoan đã, sao trông quen thế nhở? Gấu Ma khen Lụ thông minh vì dụ được địch vào chồng. Chị sẽ hỏi Gấu Ma có kế hoạch gì chưa. Với kinh nghiệm của một người đã sống hơn 5.000 năm, đương nhiên là có rồi. Là gì thế? Cứ lao vào mà bắt thôi. Sáng ngày chủ nhật, nhóm Gấu Ma cùng thằng da đen đến bể bơi. Tôi biết lúc này đặt câu hỏi có hơi muộn, nhưng tại sao họ lại đi bơi? Thì là vì tập 5 của 4GS Gridman cũng đi bơi đấy. Vì tập này chả có gì mấy nên tôi sẽ nâng cấp từ tóm tắt lên tóm tắt hàng hiệu. Gấu Ma bảo Ngải và Lụ giả làm tình nhân. Ngải hỏi Lụ làm thế nào để giả làm tình nhân. Lụ đều biết. Lịch và Chi sẽ tận hưởng cuộc chơi. Sau rất nhiều vòng, Ngải, Lụ và thằng da đen ngồi nói chuyện với nhau. Ngải tự hỏi tại sao nó cứ bám theo hai người, thì nó bảo cơm mà ngon nhất không phải là cơm mẹ lấu mà là cơm chó, nên quyết định đi theo vì thấy hai người rất có tiềm năng. Đang tâm sự dở thì nhóm những thiên thần áo trắng trong bộ đồ bơi đi đến và bảo lượt này là của anh bạn da đen. Họ bỏ đi để bắt con salam màu xanh xanh. Nhóm của Gấu Ma cũng tới nơi, đang định kết hợp thì anh da đen bảo có cái cục kết, rồi liên tục bắn vào người của Lụ. Ấy, thấy người thương bị bắn, không chần chờ gì thêm, Ngài và Lịch kết hợp thành phố mà chỉ dùng một lần rồi bỏ. Với hỏa lực kinh khủng của mình, con Slam bị đẩy ngã. Nên cơ hội này, cả team kết hợp lại để kết liễu con Slam. Con Slam sau đó chuyển sinh thành đồ chơi của chị Thơ Nguyễn. Cuối tập, Lụ cảm ơn Ngài vì đã cứu mình, mặc dù có cả Lịch nữa. Đang vui chơi thì Lụ nhận được tin nhắn của ông anh hôm trước. Thế là Ngài và Lụ lên đường đi gặp nhóm trưởng của câu lạc bộ. Người anh này tiết lộ một bí mật động trời là nếu ai không đăng ký cho kênh của Macman thì sẽ bị trượt vỏ chuối. Hết tập 5. Tập 6, sau khi đăng ký kênh của Macman, ông anh này tiết lộ rằng có khả năng chị của Lụ tự sát, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Hình như chị của Lụ còn có một anh người yêu, và có vẻ như còn một clip nữa về chị của Lụ, nhưng hiện tại ông anh này chưa có link, nên cả hai này phải quay về. Lúc hội nhóm, Lụ nói lên quyết tâm muốn tìm hiểu về cái chết của chị cô, và nếu là tự sát thì cô càng phải biết. Gấu Ma đánh giá cao tinh thần của Lụ, nhưng có vẻ Lịch đang bị Tào Tháo đuổi lên mặt nghe ra. Ở phía của nhóm những thiên thần áo trắng, anh bạn đeo kính đề ra ý kiến là lên cắt tiết hết đám Gấu Ma đi cho nhanh. Chị này thì giống như mấy thằng bạn của tôi khi làm bài tập nhóm kìa. Chúng mày làm thế nào tao theo thế lấy. Trong khi đó thì anh da đen phản đối vì có khả năng cái dù xuất hiện nhiều như vậy là do Dilogenon. Lên cứ từ từ đã. Lịch lúc này lại tiếp tục có hẹn với Crush cũ và họ lại làm vài chai Strongbow. Lịch tâm sự về nghị lực của Lụ và không quên hồi tưởng về quá khứ. Đang say sấp mặt thì vị hôn phu của Crush tới. Họ quyết định nhồi một đống cơm chó vào mồm của Lịch. Thấy bụng này còn nhiều cơm chó hơn cả bia, Lịch quyết định lựa cho lực vào trong. Đang trên đường về thì gặp một thành viên trong nhóm những thiên thần áo trắng. Hai người họ ngồi tâm sự về chuyện đời, về chuyện cả hai người đều phế vật giống như nhau. Lụ lúc này nhận được link clip của LTL. Tiêu đề của clip là chôn của bản thân và cái kết. Sau khi xem xong clip, ngoài thấy ung thư ra thì Lụ còn cảm thấy khó hiểu về cảm xúc của chị mình. Quay lại với cặp đôi phế vật, Lịch sau khi lốc thêm vài chai vodka cá sấu thì ngồi chết dí một góc. Bà chị này đang định làm người tốt thì đột nhiên thấy đồ chơi của Lịch để bên cạnh, liền tiện tay thó luôn. Sáng hôm sau, Lụ đang đắm chìm trong những suy nghĩ về người chị thì cô quay sang nhìn Ngài. Bạn đoán Ngài sẽ phế vật như Yuta? Không, cậu là một người pro khi có rất nhiều bạn gái đứng ở đằng sau. Lụ thế vậy, cài lắp nhưng không biết phải làm gì. Ở nhà của Lịch, sau trận say bí tỉ tối qua, anh dường như đều muốn đi tập luyện nữa. Chi sẽ thấy ông anh của mình quá lị tình nên muốn đi luyện tập thay. Nhưng đột nhiên Lịch nhận ra trong quần mình chẳng có cái gì cả. Ý của tôi là không còn đồ chơi chứ chắc là chim sẻ thì vẫn còn. Lịch đến để thông báo cho Gấu Ma và chợt nhận ra là tối qua có đi gặp Muzina. Và tại sao tôi lại nhớ tên của chị trong khi ba thằng còn lại thì tôi không để tên? Tại chị xinh. Anh đeo kính để bạt lên giữ món này để thương lượng với nhóm của Gấu Ma. Nhưng anh da đen bảo đéo, nghẹn thì cũng có liêm sỉ, chúng ta nghẹn chứ không phải dân trộm cắp. Ở trường học, Ngải do quan tâm hỏi Han Nụ về cái clip bí mật kia, nhưng Lụ vì đang ghen nên đéo muốn nói chuyện với Ngải.
Quay lại với nhóm của Gấu Ma, sau khi sử dụng Đai La Thần Lặn để tìm vị trí của Đai La Tiền Đạo, Gấu Ma bảo Lịch quẩy tưng bừng lên. Làm gì nhỉ? Chiến chiến tí. Lịch lưỡng lự một hồi rồi quyết định lao lên để ôm lấy chị Mojina. Mới đẹp. Nhưng ôm chưa được bao lâu thì chị Mojina đa cho Lịch một cái bẹp dí cộng với cái nhìn khinh bỉ từ Chi Sệ, làm cho Lịch nhục gấp đôi. Gấu Ma vớ được Đai La Tiền Đạo, liền triệu hồi và toàn kết thúc phim sớm, nhưng đạo diễn bảo đéo. Và thế là cả nhóm những thiên thần áo trắng tẩu vì thượng sách. Một lần nữa quay lại trường học, Lụ thì liên tục xem clip của chị Thơ Nguyễn. Ngải thì vì vừa bị dính câm lặng từ Lụ nên không dám tiếp cận, nhưng sau khi thấy anh bạn da đen tiếp cận nên cũng phải lao lên. Nhóm những thiên thần áo trắng bắt được một con Kaiju mới, nhưng con này quá khó để cho một người dùng, nên Mujina và anh tóc đỏ kết hợp với nhau để dùng. Nhóm của Gấu Ma cũng tới và bỏ qua cảnh kết hợp, cốt là để câu thời gian này. Thì về cơ bản, nhóm của Gấu Ma bị thất thế trước một con Kaiju điều khiển được trọng lực, nhưng có lẽ không hẳn là vì năng lực của con Kaiju, mà vì mỗi người trong nhóm họ đều có những cái lặng trong lòng. Sau khi đổi form, cả nhóm lao lên nhưng con Kaiju kia vẫn nhỉnh hơn và Đài La khủng long bị khoan một lỗ ở chân rồi làm xẹp lép như con tép. Những thiên thần áo trắng đang đi đọc diễn văn cho nhóm của Gấu Ma thì chợt một người nào đó xuất hiện. Phải chăng đó là fan của Lavi sau chuỗi ngày trong hang? Không, đó là một con Titan. Hết tập 6. Tập 7, gặp lại những nhân vật quen thuộc từ 4GS Gridman. Công không quen á? Đây, bây giờ thì quen chưa? Grid 9 ngay sau khi thấy hai con Kaiju liền lao lên để thông cả hai đứa. Trước sự bất ngờ của hai team, nhóm những thiên thần áo trắng quyết định rút lui để bảo toàn lực lượng chứ không thua. Nhóm của Gấu Ma đang thở vào nhẹ nhõm vì được cứu thì đã bị ăn ngay một đấm của Knight. Tuy ai cũng biết là Knight đã hoàn lương, nhưng cậu vẫn giữ những kỹ năng của một kẻ xấu như là mật tiêu luôn. Cả nhóm đang buồn rầu vì trận thua đậm thì Lịch bỗng nhìn thấy một chiếc xe xa xa và lập tức bỏ đi luôn. Những thành viên còn lại thì truy tìm Kaiju, nhưng kết quả thì như một cốc Kaka Zero. Lịch tìm thấy vị hôn phu của Crush. Cậu ta sẽ cứu anh ta ư? Không, cậu quay đít bỏ đi. Cậu ta sẽ bỏ đi thật ư? Không, cậu ta quay lại để cứu anh ta vì lương tâm của cậu có răng. Cắn rứt quá. Ở phía phản diện, sau khi bị ôm bởi một thằng thất nghiệp thì dường như Mujina đã vỡ ra một điều gì đó. Nhóm của Gấu Ma quyết định sẽ bài lắc xuyên đêm vì con Kaiju kia có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi Lịch hội nhóm với họ thì có một cuộc gặp gỡ với liên minh Grid 9. Mặc dù là liên minh nhưng thay vì 5 thì chỉ có 2 người. Nhóm liên minh này muốn hợp tác với nhóm của Gấu Ma và quà làm quen là thứ trắng trắng gì ra từ người Gridman. Nhưng với lòng tự trọng của một thằng nỗi nghèo khỉ, Gấu Ma từ chối. Đêm đó, Ngải và Lụ đã tâm sự với nhau. Món đồ mà Lụ luôn mang theo bên người là kỳ vật của chị cô. Lụ tâm sự rất mùi mẫn và cảm động, nhưng để tiết kiệm thời gian thì câu chuyện là như sau. Lụ và chị cô từng rất thân thiết với nhau cho đến khi họ không còn thân thiết với nhau nữa. Ui giời, chuyện bình thường. Tuy nhiên vào ngày biểu diễn, chị của Lụ đã là một nụ cười thật tươi. Nhưng nụ cười ấy giống như nụ cười của nghệ sĩ Quang Thắng. Và Lụ thực sự rất muốn biết ở sau nụ cười đó liệu có phải là biết rồi chó hay không. Nghe chuyện của Crush, Ngải khóc lức lở. Cứ như vậy mối quan hệ của họ tiến thêm được một bước. Còn viên ngọc mà đầu phim Chi Sệ nhặt được dường như cũng đã phát triển. Sau một đêm không ngủ, cuối cùng con Kaiju cũng đã quay trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết. Nhóm của Gấu Ma sau một đêm trực cũng đã tham chiến, nhưng với một cái chân không lành lặn, họ đã bất lợi trước con Kaiju. Grid 9 cũng tham chiến, bé Kaiju đệ nhị liền sử dụng Fixer Beam để hồi phục cho Dyna Zenon. Và đương nhiên với sức mạnh của tình bạn, phe chính diện thắng. Lịch nhận được một cuộc điện thoại cảm ơn từ Crush cũ. Về cơ bản thì Lịch lại bị nhồi cơm chó vào mồm. Lụ sau khi hết ghen đã tỏ mong muốn được cùng Ngài đi tìm hiểu về quá khứ của chị mình. Và mục tiêu tiếp theo của họ chính là người yêu của chị Nụ. Tập 8, Ngải và Lụ đang cố gắng tìm người từng yêu chị của Lụ, nhưng có vẻ nó không dễ dàng. Còn Lịch thì đang hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. Chúng ta được biết thêm một chút về quá khứ của Lịch. Crush của anh đưa ra một đống tiền và muốn hai đứa cùng nhau đi trốn, nhưng với kinh nghiệm của một thằng yếu cả sinh lẫn lý, Lịch bỏ chạy. Mẹ, phải tôi thì em muốn đi đâu tôi cũng đưa đi. Cay cú trước quá khứ ngu dốt của mình, Lịch toan cầm viên đá lém vào chiếc kính tội nghiệp, nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng điện thoại của chị Dệ. Quá khứ là thế, ở hiện tại Ngải cũng hỏi Lụ có muốn đi đâu không. Nhưng Lụ kiểu dây con chưa dứt, đi cái đi kiến thức lên bro. Gấu Ma tụ tập cả đám lại dưới chân cầu. Hóa ra là cụ bị con Kaiju ị lên đầu, lên giờ sai cả nhóm đi tìm. Ngài và Lụ tìm thấy con Kaiju trước và báo lại cho Gấu Ma. Ngài định dùng Đai La người lính để cho nó biết mùi nước ngọt Coca-Cola khi bị gạt sang một bên. Đương nhiên là bị loại ơi. Gấu Ma toàn hạ sát nó, nhưng Ngài với sự yếu đuối của mình đã bênh vực cho con Kaiju vì nó đã làm gì xấu đâu. Hoặc là chưa. Thấy cũng đúng, Gấu Ma quyết định sử dụng khả năng thao túng Kaiju của mình để khiến cho con Kaiju này nhảy trên liền nhạc của Khá Bảnh. Khoan, có cái cục kết. Ngay sau đó ai cũng bắt chiếc Gấu Ma để xem có thể khiến nó múa quạt được hay không. Đến lượt của Ngải thì ngạc nhiên thay, nó không múa quạt mà dừng lại mất 2 giây. Tưởng chừng như không thành công thì từ bên trong Ngải cảm thấy có một thứ gì đó. Phải chăng nó là vẻ đẹp nữ tính trong thơ của Sơn Quỳnh? Đang làm trò con bò thì nhóm liên minh huyền thoại tốc chiến đến để tâm sự. Bé đệ nhị trình bày về khả năng có một người nào đó gieo rắc những con Kaiju xuống thế giới này và Kaiju đang được nuôi dưỡng bởi chính những cảm xúc của con người. Thấy nhóm liên minh huyền thoại tốc chiến này hiểu biết hơi nhiều về Kaiju, Gấu Ma phát biểu rằng hai anh chị có phải là Kaiju đéo đâu mà sao hiểu biết nhiều thế. Đây là một câu nói mà ai đã xem tóm tắt 4GS Gridman của tôi chắc chắn là cười ỉa. Nài đề nghị là lên giết quách con Kaiju kia cho xong, nhưng Gấu Ma hứa là sẽ canh chừng nó.
Bạn chắc đang tự hỏi nhóm những thần thần áo trắng đang ở đâu rồi nhỉ? Câu trả lời là họ đang thư giãn tại một trung tâm giải trí nào đó. Đêm hôm đó, có mà canh trường con quái vật rất cẩn thận, hệt như lúc tôi hứa sẽ không để cho con chó đái ra nhà. Ừ thì nhà tôi cũng không khai lắm. Cả nhóm lại một lần nữa phải đi tìm con kaiju, nhưng nó lần này không phải là mấy thằng nhóc chơi hỏa miếu nữa. Giờ đây nó đã đủ lớn để múa quạt bay cả thành phố. Cố mà và Lịch tham chiến trước. Cố mà định dùng tên lửa để cho con kaiju ngửi mùi khói dần đi cho quen, nhưng Lịch ngăn lại vì đang ở trong thành phố. Ôi, dạo này anh bạn trưởng thành phết nhở? Tôi trông thế thôi chứ có thể là nhiều tuổi hơn anh ấy. Ôi bạn ơi, xác ướp 5.000 tuổi đang ngồi đây, bạn tuổi gì sánh vai? Cố mà và Lịch về cơ bản là không thể chống lại khả năng múa quạt quá đỉnh cao của con kaiju, nên Nai và Ngải kết hợp với nhau để ngăn con kaiju lại. Hai ông này đang định làm một đòn Kame vào con kaiju, nhưng Chi Sẻ liền ngăn lại vì lũ vẫn đang ở bên trong cái trung tâm mua sắm đó. Chưa kể đến việc đài là cánh của cô còn rời mẹ đi đâu mất rồi. Cảm thấy tội lỗi nếu giết con kaiju, Ngải chần chừ và định dùng biện pháp khác, đang cố gắng điều khiển nó, nhưng thế néo nào nó lại quay đầu lườm đều mình một cái. Đến lúc này thì không còn lề lang gì nữa, mày lườm đều bố mày đi à. Sau khi kết thúc, Cố Ma bị cho một đấm từ Night vì tội mõm. Viên ngọc mà Chi Sẻ nhặt được càng ngày càng biến hóa kỳ lạ hơn. Cuối phim. Thôi cuối phim đéo ấy, hay là cậu muốn bị ăn cơm chó. Tập 9 mở đầu bằng giấc mơ của Chi Sẻ. Cô bé dường như không thể hòa nhập với môi trường sách vở, và có lẽ cô bé rất sợ trước việc bị bỏ rơi, nhất là khi cô bé bị mọi người trong nhóm Dina Xenon bỏ rơi. Ngay sau đó, Chi Sẻ thức dậy với một khung cảnh kỳ lạ như Alice lạc vào xứ thở phê thuốc. Mọi đồ vật đều bị biến lớn lạ thường. Đang nhìn quanh phòng thì Chi Sẻ bị một con cu đập vào mặt. Hóa ra những món đồ bị biến to nhỏ đều là do con cu này. Tôi đoán ở đây có nhiều ông muốn con cu lắm đấy. Thấy con cu này cũng biết nghe lời, Chi Sẻ quyết định đặt tên cho nó là Đốt Vàng. Tại trường của Ngài, Lụ sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của đám bạn, liền hỏi Ngài có muốn đi lễ hội không. Có ấy. Ngài cũng mở lời mời Lụ đi chơi. Lụ trông có vẻ rất vui, cho đến khi Ngài quyết định mời thêm vài người nữa đi cùng. Vẫn tổ lắm em ạ. Chi Sẻ không biết xử trí ra sao với con Đốt Vàng nên đã đi hỏi mọi người, nhưng hỏi ai không hỏi lại đi hỏi ngay ông anh vô dụng và Gấu Ma, nên Chi Sẻ quyết định là đéo nói cho ai nữa. Nhưng người tính không bằng thú tính, con Đốt Vàng bỗng trở lên to hơn, khiến Chi Sẻ không thể giấu được nữa. Con Đốt Vàng chở Chi Sẻ trên lưng rồi lao thẳng lên trên trời. Đang vui vì được bay mà không cần đến vương niệm thì đột nhiên Chi Sẻ nhìn thấy trường học của mình. Trong đầu vừa nghĩ, ước gì mình không cần phải đi học nữa, thì con Đốt Vàng đã tính lao đến trường để cho cô khói về ra đường luôn, chứ đi học thì nhằm nhò gì. May mắn sao là cô vẫn kịp dọn mõm cho con cu này, chứ không để nó làm liều. Ở trường học, người trước đây đã từng làm bạn trai của chị Lụ đã tìm đến Ngài. Nụ nhận được điện thoại cũng tức tốc đến. Ông anh này thực chất cũng không biết quá nhiều về việc có hay không chị của Nụ bị bắt nạt dẫn đến tự sát. Nhưng dựa vào lời nói của những người Lụ gặp từ đầu đến giờ thì có thể thấy được việc chị của Lụ tự sát gần như là rất khó. Thấy đã đến giờ đi nhậu, ông anh xin phép lần trước. Trước khi ông anh rời đi, Lụ nói mày. Rồi khuỵu xuống và khóc. Ngay đúng giờ khắc quan trọng này thì kaiju lại xuất hiện. Lụ bảo Ngài cứ đi trước đi. Cổ nè, thế mà nó lại làm theo mới dậy. Tối xuống, Chi Sẻ đang ngồi tâm sự với Đốt Vàng thì như có Spider Sense, Đốt Vàng cũng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, bỏ lại Chi Sẻ một mình. Con kaiju lần này có khả năng bẻ cong đồ vật, một khả năng mà không phải ai cũng thích. Xuất chiến trước cùng có Gấu Ma, Lịch và Night. Ngải vừa xuất hiện thì Gấu Ma đã hỏi Lụ đâu. Ngải trình bày một hồi rồi bị đuổi cổ vì tự ngu. Chi Sẻ thì vì không có tiền bắt Grab nên anh phải đi bộ về nhà, nhưng lại thấy Lụ ngồi trên cái cổng cống. Leo lên tâm sự tí thì Lụ cho ngay cái cơm lọng vào mồm. Quá cay. Chi Sẻ đang định ném băng rôn đội trưởng xuống như Ronaldo, nhưng chợt nhận ra mình đéo phải đội trưởng. Và con Đốt Vàng cũng từ đầu xuất hiện. Thấy con cu to và dài kia sắp làm hại Lụ, Ngải lao đến húc văng nó ra xa. Trước sự nghĩa hiệp của Ngải, Chi Sẻ đe rằng nếu Lụ còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Ngải cũng đi phá đò mà thôi. Đang đắn đo suy nghĩ thì tự nhiên món đồ kỷ niệm của chị cô rơi mất, và Lụ lập tức lao theo. Ngay trước khung cảnh này, Ngải tái hiện lại Amazing Spider-Man 2 cho mọi người xem. Nhưng kết cục may mắn thay là có một con cu vàng thay vì một con nhện phế vật. Nhân cơ hội này, Chi Sẻ giới thiệu luôn đây là con cu của mình. Và thế là cùng với con cu vàng, Dina Xenon và Grid 9, họ hợp thể thành một cái tên rất dài, nên tôi sẽ gọi họ là Grid 9 Free Fire. Sức mạnh tình bạn đã thắng. Cuối tập có ma giảng đạo về tình bạn cao đẹp. Chi Sẻ sau khi được biết mình cũng là một thành viên quan trọng thì tinh thần vẫn khởi hơn hẳn. Đúng lúc này lễ hội cũng bắt đầu và cả nhóm quyết định chạy bộ thay vì dùng đai la cánh của Lụ thì đi cho nhanh. Tuy là lễ hội đã kết thúc nhưng cũng không cản được các dân chơi. Hết tập 9, tập 10 dưới cái nóng 100 độ của Hà Nội, kaiju quyết định thay vì chạy long nhong ngoài đường thì sẽ ở nhà và ngồi điều hòa cho mát. Tuy nhiên vẫn có một con kaiju dở hơi và lao ra ngoài đường vào giữa buổi trưa. Nhóm những thằng áo trắng toàn bắt nó thì cả team bay màu hết. Ở phía của nhóm Dina Xenon, Lụ cũng biến mất và chẳng mất nhiều thời gian để nhóm nhận ra con kaiju, nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để cả team cũng bay màu. Ngay cả Nai cũng bay màu theo. Là người duy nhất chưa bị bay màu, Ngải quyết định lao thẳng vào mồm con kaiju để trải nghiệm cảm giác của fan Navi. Mọi người ở đây đều chìm trong quá khứ của mình. Ngải là người đầu tiên vượt qua được quá khứ. Như một thằng sim, cậu bé đến giải cứu Nụ đầu tiên. Để tránh những sự việc tái diễn giống như trong quá khứ, Nụ đến để ngăn chị cô lại trước khi chị ấy tự tử. Nhưng chị của Lụ không tự tử vì đã có lời hứa với Nụ rồi. Quá khứ của Lịch là khi anh quyết định bỏ đi cùng Crush, rồi anh nhận ra thứ anh quan tâm không phải là tiền mà chính là thật nhiều tiền.
Thôi tôi đùa đấy. Ở phía của gấu ma, quá khứ lời anh từng phản bội lại đồng đội của mình, đơn giản là vì Sim. Hết. Hóa ra người dạy gấu ma ba điều quan trọng trong đời mình là công chúa. Các ông không nhớ ba điều gian dạy ư? Đó chính là lời hứa, tình yêu và... À, ngài kìa. Sau đó đến lượt Nai thoát ra khỏi quá khứ của mình. Khi đang ngồi tâm sự với chị của mình, họ đã hiểu nhau hơn. Nhưng cũng vào lúc ấy, Lụ phải quay trở lại thế giới của mình. Mọi người tập hợp lại và với sức mạnh tình bạn, còn cái dù tuổi Nụ sau tháng ngày miệt mài giải đố của mình thì lại một lần nữa gắn nó lại và ngân nga giai điệu mà tập 1 cô vẫn ngân nga. Cảnh tượng cuối cùng là khi chúng ta nhận ra gấu ma bị trượt vào chuối vì không đăng ký kênh của Macman. Tập 11 khi không còn con cái dù nào xuất hiện nữa, những thiên thần áo trắng quyết định giải nghệ. Lịch thì đã quyết định đi làm thay vì ở trong hang để làm NTN. Nụ và Ngải trước khi đi học đã đưa cho gấu ma ít cua để anh tầm bổ, nhưng có lẽ là vì dị ứng với cơm chó nên anh cảm thấy hơi khó chịu. Lụ sau khi gặp được chị gái của mình thì đã thay đổi rõ rệt và đi xin lỗi những con khỉ mà mình từng chăn. Chị Sệ sau khi thấy thằng anh mình đi làm thì cũng quyết định đi học để đổi gió, nhưng cô bé vẫn không làm được. Nai và bé Định Nghị đến để thông báo cho Chị Sệ rằng Đốt Vàng sẽ không được ở lại thế giới này. Chị Sệ buồn quá nên ra chỗ mọi người từng tụ tập để tâm sự với Đốt Vàng. Gấu Ma thì được anh đeo kính hẹn ra chỗ vắng vẻ để tỏ tình hoặc là để nhận thua. Gấu Ma thấy thằng này không chân thành tí nào nên đã lao vào đấm túi bụi. May mà có Ngài và Lụ đến can. Khi đã bình tĩnh lại để kể lại câu chuyện của đời của mình cho Ngải và Lụ thì Gấu Ma liền đòi lại quà từ hai người. Lịch lúc này đang mặc vest để chụp ảnh kiếm việc, đang thấy mấy bức ảnh của mình trông ngu vậy thì từ đâu chị Muzina xuất hiện. Họ lại tâm sự với nhau. Muzina hỏi Lịch có ghét mình không. Với cương vị của một thằng đàn ông, chúng tôi không bao giờ ghét phụ nữ. Còn chị Muzina thì có cái... Ngải và Lụ trên đường về thì Lụ bảo với Ngải mai đi với cô có tí việc. Hóa ra đó không phải là đi bay mà thực ra là đi viếng mộ của chị cô. Lại trên đường về, Ngải và Lụ đang bàn luận về cảnh tắm tiền giữa Trigger và Camira. Trong tập 1 của Trigger thì Ngải quyết định tỏ tình với Lụ. Chưa kịp trả lời thì thằng da đen từ đâu đi tới để phá đám. Ra mà tôi còn lắm lá ngón trong tay, tôi sẽ đốt thẳng vào mồm thằng cờ hó này để cho nó biết thế nào là sóng của Xuân Quỳnh. Từ ngực thằng da đen này phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ và may mắn là có gấu ma ra đỡ, lên Ngải và Nụ bình an. Thằng cờ hó này trình bày lý do gấu ma cảm thấy không ổn dạo gần đây là do anh không điều khiển cây dù nên cơ thể đã dần thoái hóa. Lần sau nói sớm đi để bố mày còn biết. Thế biết thì mày có tham gia không? Có cái cục cứt. Thằng cờ hó này lại tiếp tục quay về hướng của Ngải và Lụ, nhưng lúc này Nai cũng xuất hiện. Cả hai solo ra xua với nhau, nhưng do thằng da đen này có Yumi bên trong nên đã giành chiến thắng. Sau đó, thằng cờ hó này biến con Yumi thành Rengar để truy đuổi nhóm của gấu ma, nhưng Đốt Vàng đã tới kịp. Nai quyết định tham chiến một mình, nhưng về cơ bản là con Kaiju này quá ao trình nên Great Nai Free Fire bị đẩy lùi. Tập 12, sau khi Kaiju xuất hiện, nhóm những thiên thần áo trắng cũng đã tụ họp lại với nhau và rằng với thế giới quan của họ, Kaiju là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Sau khi con Kaiju đớp thêm 3 thành viên còn lại của nhóm, nó trở nên mạnh mẽ hơn. Great Nai và Free Fire bị đánh bại, những thành viên trong nhóm Dynazidon bắt đầu di chuyển đến những cỗ máy của mình. Mọi người tập hợp lại, gấu ma tuy vẫn còn đau nhưng vẫn cố gắng gượng. Sau khi bạn bè đông đủ, họ lại bắt đầu quá trình búp sức mạnh. Những thành viên của hai nhóm trao cho nhau những lời yêu thương, nhưng đối với tôi thì nó trông như thế này. Gậy mày háo lớp 7 mày đánh tao, lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Gậy gì cái đâu mày lớp 7 như mày. À thế à? À thế làm sao mà à? Nhưng trước một con Kaiju quá mạnh mẽ, Hải lại ra một ý tưởng mới. Cậu tách ra và sử dụng khả năng thao túng Kaiju của mình làm trạch hướng cú bắn của nó. Và lần này không còn sức mạnh của tình bạn nữa, họ giống như một gia đình. Mà sức mạnh của gia đình thì bạn tới đi hỏi Vinny rồi nhé. Sau khi đánh bại con Kaiju, gấu ma trước những giây phút cuối cùng đã hiểu ra lý do tại sao cô công chúa kia lại đưa cho mình Dynazenon. Ngay sau đó họ tách ra thành 6 đốm sáng. Thứ nhìn cái là biết để tạo Easter Egg rồi. Chúng ta được đưa đến khung cảnh của 3 tháng sau. Lúc này mọi người đang đứng ở nơi mà gấu ma từng sống, rồi nói về đạo lý 3 thứ cần phải giữ của gấu ma, chính là lời hứa, tình yêu và... Và có cái cục kết. Ngải và Lụ quay lại trường để hoàn thành lễ hội trường, nhưng do đến giờ mà vẫn chưa thấy Lụ đâu nên Ngải bị bắt phải đi tìm. Hóa ra cô đang trốn ở một góc. Ngải đến để mang Lụ đi, nhưng Lụ kìa, nắm tay thì mới chịu cơ. Ngải trước khi nắm tay thì chợt nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và thằng da đen kia khi cậu kết nối với con Kaiju. Kết thúc phim là khi Ngải và Nụ là Lụ cười với nhau và hình ảnh con Dina khủng long quay đầu về phía khung hình. Hết phim! Bối cảnh phim diễn ra sau những sự kiện của bộ anime Gridman năm 2018. Khi này trường của Yuta và những người bạn đang chuẩn bị cho lễ hội. Lớp của Yuta thì chúng ta cũng không cần phải bận tâm lắm đâu. Còn lớp của Uchimi và Rika thì tổ chức kịch. Người lên ý tưởng và viết kịch bản cũng chính là hai người bạn này luôn. Nội dung thì không ngạc nhiên lắm là viết về những gì xảy ra trong bản Gridman 2018. Yuta nhân cơ hội đi mua vé kịch rồi tìm cơ hội rủ Rika đi xem. Tuy nhiên trong lúc đó cậu vô tình nghe được lời đồn rằng Rika đã có bạn trai. Sau khi bị một quả bóng bay vào mặt, Yuta đã có một khoảnh khắc nhỏ mời Rika đi chơi nhưng cô báo bận rồi sụp mất. Vì đã lỡ nhận lời sẽ giúp hai đứa bạn lập kịch bản, Yuta đã tới nhà Uchimi và tìm hiểu kịch thông qua một stage show về Ultraman. Sau một buổi tối xem kịch, Yuta và Uchimi vô tình bắt gặp Rika đang qua lại với một người đàn ông rất là bí ẩn. Trong khi đang tuyệt vọng,
thì Yuta bỗng thấy có một bóng ma mờ ảo tiếp cận nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Đó cũng không phải là chuyện kỳ lạ duy nhất đâu. Một con kaiju đã xuất hiện ở thế giới này. Dù nơi đây đã không còn có kaiju nữa, Yuta nhanh chóng tới nhà Rika để trở lại hợp nhất với Gridman. Nhóm Neon Genesis Junior High Student cũng xuất hiện để tương trợ. Ui giải, đuổi múc quá. Gridman và Yuta đã hợp nhất với nhau một lần nữa. Đồng thời một nhân vật không quá lạ lẫm từ phần phim Dino Xenon là Goma hay giờ là Rex cũng đã tới giúp đỡ cho Gridman vì giờ đây Goma đã trở thành một thành viên của Neon Genesis Junior High Student. Tại nhà của Yuta, cậu một lần nữa bị một bóng ma kỳ lạ ghé thăm. Tuy nhiên là ngoài người xem ra thì không mấy ai tin lời của cậu cả. Sau đó, Yuta được đội hỗ trợ của Gridman giải thích về tình hình hiện tại. Các thế giới đang sát nhập lại với nhau như trong DK vậy. Và tình cờ là khi các thế giới sắp nhập lại với nhau thì tận thế cũng sẽ tới. Chắc đây chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Sự kiện sắp nhập này chắc là đã diễn ra bởi những nhân vật từ phần phim Dino Xenon là Yomugi, Yume, Koyomi và Chise cũng lần lượt xuất hiện. Yomugi đã có một cuộc hội ngộ rất là gay cấn với Goma. Tuy nhiên thứ tôi chú ý vẫn chỉ là cặp đùi của Rika. Ui, múc quá. Bởi lễ hội trường thì vẫn phải diễn ra, còn nhóm của Yomugi thì không thể quay về thế giới của mình nên họ tới giúp nhóm của Yuta một tay. Mọi người cùng nhau phác thảo nên hình dạng của Gridman và Yuta đã phụ một tay bằng cách nhét hết cái đống đế vào túi áo. Tối đó, nhờ có khoảng thời gian được ở riêng Rika, Yuta đã làm rõ được hiểu lầm về người đàn ông bí ẩn mà Rika đã gặp. Ông này thực ra là anh trai của Rika và trong cái bộ phim này thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm đâu. Với kịch bản buổi diễn được sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng cũng đã được phê duyệt. Nhưng Yuta bỗng cảm thấy kỳ lạ khi phần viết về Akane vốn là phần tâm đắc nhất của Rika lại bị chính cô xóa đi rồi thêm câu chuyện của nhóm Yomugi vào. Ở một mặt trận khác, Goma đã gặp lại được người tình trăm năm của mình ở thế giới này và chúng ta vô tình biết được ba điều quan trọng nhất cần phải giữ là lời hứa, tình yêu và hạn sử dụng. Vâng, chúng ta thật sự cần phải chờ 2 năm để biết điều thứ ba là hạn sử dụng. Rất tuyệt vời. Rồi đó là những điều bị yên trước khi cần lú tới. Yuta sau khi thấy kịch bản cũ của Rika nằm trong xót rác thì Alexis ra mặt và nhận là bố của Rika trong tiếng cười kỳ quái của mọi người. Yuta sau đó tỉnh cân lú thì dù cậu có ngã hay là bị thương cũng không cảm thấy đau. Cậu và Yomui cảm thấy có gì đó rất là kỳ lạ. Đồng thời hai bóng ma cũng từ từ bước tới. Ngay đúng cái lúc này thì một kaiju lại xuất hiện. Một viễn cảnh như trong mơ khi Grid Knight cùng Anosilus đệ nhị bay ra từ một lỗ hổng. Full Power Gridman và Kaiser Grid Knight đồng tâm đập con kaiju kia ra bã. Nhưng plot twist ở đây, một Grid Knight thứ hai đã xuất hiện và ra một đòn chí mạng một người Gridman. Bởi một số lý do chưa rõ thì các thành viên của Dino Xenon biến mất như một cái máy tính hỏng vậy. Bây giờ Grid Knight trong hình dạng của Anti cùng Anosilus đệ nhị trong hình dạng Loli đã xuất hiện và giải thích mọi chuyện. Lý do các thế giới sắp nhập là do Gridman bị một kẻ xấu nào đó lợi dụng. Hình dạng thật của Gridman giờ đã hợp nhất với vũ trụ. Gridman mà mọi người vừa chứng kiến chỉ là ý thức của Gridman tại thế giới mà Akane tạo ra mà thôi. Chúng ta cũng được biết thêm là những bóng ma tiếp cận với Yuta thật ra là Anti và giờ nhiệm vụ của Yuta là về hợp nhất với vũ trụ mà Gridman tạo ra, sau đó đưa Gridman về lại hình dạng ban đầu. Để Yuta có thể accept Flash được, Anti và Yomugi đã ra sức cầu thời gian và đây cũng là lần đầu tiên mà Yomugi dùng Instant Domination lâu và mạnh mẽ nhất. Yuta trên đường tới nhà Rika đã được một ông chú lái xe mô tô chở đi. Nếu mọi người không biết hoặc không tìm hiểu quá sâu thì chắc sẽ không biết người đàn ông này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Thực ra thì nhân vật này cũng không hề có tên. Tuy nhiên thứ chúng ta cần để ý là tạo hình và người lồng tiếng cho nhân vật này là Obi Masaya, nam diễn viên thủ vai Sou Naoto hay là người hợp nhất với Gridman trong bộ phim cùng tên năm 1993. Cơ bản thì đây là Chien. Sau khi accept Flash, Yuta đã gặp được Akane thông qua một cái lỗ. Cô đã giúp cậu tới được chỗ của Gridman. Còn Akane ở thế giới 3D đã Instant Domination Alexis, điều khiển ông ta trở thành người hỗ trợ cho mình. Đồng thời Akane cũng quay trở lại thế giới 2D vì đây là một bộ anime và một thằng Weeaboo thì sẽ không thích gái 3D tí nào. Akane cùng Alexis đã tấn công kẻ đang lợi dụng Gridman là Matt Origin. Nhờ thế mà Gridman đã lấy lại được hình dạng của mình rồi chuyển hóa thành hình dạng mới hơn. Dưới ngọn cờ của Akane, Alexis sử dụng Instant Abjection để gọi nhóm Dino Xenon tới. À đương nhiên là có kèm cả cơm chó nữa rồi. Cũng từ đó, Anti cùng Anosilus đệ nhị lấy lại được hình dạng trưởng thành của mình và tham chiến. Như tôi đã đề cập ở bên trên, đây là một bộ anime và chúng ta cần một con kaiju có vùng một khủng để fan service. Con chim vàng của Chise cũng được Akane nâng cấp trở nên mạnh mẽ hơn và đẹp hơn. Tuy nhiên tên Matt Origin này thì không phải là một đối thủ dễ chơi. Hắn đọc các đòn đánh của Gridman và Grid Knight như một cuốn sách. Vì thế họ đã đổi hợp thể cho nhau và tạo ra Rock Kaiser Gridman và Full Power Grid Knight. Tưởng chừng như vậy là đã có thể đánh bại được hắn. Nhưng không, Matt Origin vẫn còn sống và nuốt chửng Alexis rồi chuyển hóa sang dạng Godzilla pha kè. Để đối chọi lại khả năng hồi phục vô hạn của Matt Origin, Gridman đã đề xuất sử dụng các đòn hủy diệt và Fixer Beam cùng một lúc. Tôi thì thấy cái ý kiến này không hề thuyết phục nhưng mà chúng ta nên nghe lời của chuyên gia thì hơn. Trước khi ra đi, Matt Origin chê Gridman là thằng phế vật kia một mình, nhưng Gridman cũng đáp lại luôn, tao đang hài mình. Như vậy Matt Origin lại bị đánh bại, Alexis cũng vì thế mà tan biến theo, nhưng có vẻ là hắn chưa nghèo đâu. Sau trận chiến thì mọi người nói lời chia ly trước khi rời đi, và nhà làm phim cũng không quên cho mọi người đớp cơm chó nữa. Gridman cùng nhóm của ta một lần nữa rời đi, nhưng để lại cho Yuta cái Apple Watch cùng với lời nhắn nào có dịp thì gọi nhé. Cuối cùng thì để kết thúc lại bộ phim, Yuta tỏ tình với Akane và được cô đồng ý. Bài học rút ra ở đây là đừng đeo Apple Watch khi tỏ tình với gái. Chuyện cơ bản là như thế. Cáo tử.